Bộ phản rất nhanh tại bảng háo hữu bên trong tìm tới Thiên Tuyền Tử. Thiên Tuyền Tử hình vẽ là một cái 4-5 tuổi hài đồng dáng dấp. Thế nào? Lúc này, Đại Ni phát giác được bộ phản thần tình biến hóa, mi mâu lưu chuyển, âm thanh ôn nhu nói, không có việc gì, trong nhà có thể muốn khách tới rồi. Bộ phản bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân, trong nhà tới khách nhân nào nha? Tiểu Hỷ bảo bưng lấy bánh ngọt, điểm đi cá nhắc nhạy bén. Đem trà bánh đặt ở trên bàn đá phía sau, nhảy lên linh động mắt to, âm thanh ngọt ngào hỏi. Tiểu Ni cũng đem trên tay khay bày ra tại trên bàn đá, tò mò nhìn hắn. Chờ một chút liền biết, bộ phàm cười lấy đưa tay sờ sờ Tiểu Hỷ bảo đâu nhỏ. Kỳ thực không phải hắn cố tình muốn thừa nước đục thả câu, mà là hắn mặc dù biết Thiên Tuyền Tử tồn tại, nhưng không tốt đem Thiên Tuyền Tử sự tình nói ra. Tiên sinh ở nhà không? Lại tại lúc này, một cái thân thiện già nua âm thanh theo ngoài sân truyền vào. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Ngô phu tử à, mau vào. Tiểu Ni dương mắt thấy là Ngô Huyền Tử, lập tức nhiệt tình đứng dậy đón lấy. Ngô gia gia ăn bánh. Tiểu Hỷ Bảo rất lẹ phép cầm lấy một cái bánh đậu đỏ đưa cho Ngô Huyền Tử. Tiểu Hỷ Bảo thật ngoan. Ngô Huyền Tử cười đến rất là hiền lành hòa ái. Theo Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ bên trên tiếp nhận bánh đậu đỏ, đối với Tiểu Hỷ Bảo, trong tiểu trấn chỉ sợ không có người không thích. Ngô phu tử lần này tới là có chuyện ư? Nhìn thấy Ngô Huyền Tử một người đến thăm, trong lòng bộ phàm có chút bất ngờ, là có một số việc muốn cùng tiên sinh nói chuyện. Ngô Huyền Tử hồi đáp, vậy được, chúng ta đi thư phòng nói đi. Bộ phàm cùng Đại Ni dặn dò một tiếng phía sau, cùng Ngô Huyền Tử hướng thư phòng phương hướng đi đến. Vào thư phòng, Ngô Huyền Tử cũng không có nói nhảm, rất thẳng thắn đem Thiên Tuyền lão nhân ý đồ đến 1 năm 1 người nói ra. Tìm kiếm hỗn độn thần tử, bộ phàm mặt lộ hiếu kỳ nói, đúng vậy, tiên sinh, cái này hỗn độn thần tử nhưng thật ra là Thiên Tuyền Tử tông môn cách gọi, nếu là dựa theo tu tiên giới cách gọi, hẳn là có hỗn độn thánh thể người. Ngô Huyền Tử rõ ràng trước mắt vị này thần bí tồn tại đối với tu tiên giới một ít chuyện cũng không biết, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy trước mắt vị này thần bí tồn tại khả năng bởi vì thời gian quá dài, đem một chút chuyện nhỏ cho xem nhẹ quên đi. Có hỗn độn thánh thể người á? Bộ phàm sờ lên cằm, cái này hỗn độn thánh thể thế nào nghe tới quen thuộc như vậy đây? Các loại, hắn đột phá đại thừa trung kỳ thời điểm, hệ thống ban thưởng chẳng phải là hỗn độn thánh thể, chẳng lẽ Thiên Tuyền Tử tìm là hắn? Thế nhưng không đúng, cái kia Thiên Tuyền Tử tìm là 3-4 tuổi hài đồng, mà hắn nhưng là 40 tuổi, tuổi tác bên trên căn bản không phù hợp. Có lẽ Thiên Tuyền Tử tìm là một cái khác có hỗn độn thánh thể người, như cái kia Thiên Tuyền Tử chỉ là tìm kiếm hỗn độn thân tử trở về bồi dưỡng, liền để Tống Lại Tử giúp hắn tìm kiếm à? Tục ngữ nói, bằng hữu là bằng hữu, nói thế nào Thiên Tuyền Tử cùng lão khất cái cũng là quen biết đã lâu, mà lão khất cái lại là bất phàm tông người, xem như tông chủ, bộ phàm vẫn là sẽ dành cho trợ giúp, hắn cũng không phải cảm thấy đánh không được Thiên Tuyền Tử mới khuất phục. Đúng rồi, tiên sinh, Thiên Tuyền Tử muốn gặp ngươi. Ngô Huyền Tử thấp giọng dò hỏi, hắn muốn gặp ta? Bộ phàm ngơ ngác một chút. Bất quá, nhìn xem Ngô Huyền Tử cái kia sùng kính ánh mắt, hắn làm sao đoán không ra nguyên nhân à? Được thôi, trong lòng bộ phàm thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục giáng chống đỡ lấy. Phía sau, Ngô Huyền Tử cáo biệt rời đi. Tỷ phu, Ngô phu tử tìm ngươi có chuyện gì à? Tiểu Ni hiếu kỳ nói, cũng không có gì, chờ một chút Ngô phu tử sẽ mang một người tới. Một bên khác, Ngô Huyền Tử lại trở lại miếu hoang phía trước. Thiên Tuyền Tử biết được có thể đi gặp vị kia thần bí bộ tiên sinh, đối với Ngô Huyền Tử tiến cử tự nhiên là vô cùng cảm kích. Thiên Tuyền Tử đạo hữu, bộ tiên sinh ẩn cư ở trong trấn nhỏ, cho tới bây giờ lấy phàm nhân thân phận gặp người, nếu là nhìn thấy tiên sinh cùng người nhà của hắn, người tốt nhất đừng đem bộ tiên sinh xem như cao nhân tiền bối. Ngô Huyền Tử bàn giao một chút chú ý sự tình, Thiên Tuyền Tử nghe tới có chút mộng, vị kia thần bí bộ tiên sinh lại có gia thất, không phải nói như những cái này ẩn sĩ đại năng đều là độc lai độc vãng sao? Kỳ thực không trách Thiên Tuyền Tử sẽ giật mình, cuối cùng như đại thừa độ kiếp tu sĩ đại đa số một mình tu hành, có rất ít đạo lữ, mà Ngô Huyền Tử dẫn Thiên Tuyền Tử đi tới ngoài trấn nhỏ phía sau, lựa chọn đi bộ. Cái này tại Thiên Tuyền Tử nhìn tới đây là cực kỳ bình thường sự tình. Trong tu tiên giới có một chút quy củ bất thành văn, bên trong một cái liền là không thể tại tu sĩ động phủ trên không ngự không phi hành, bởi vì có bản lãnh tu sĩ đều không thể nào ưa thích có người trên đỉnh đầu hắn bay qua, chớ nói chi là một vị ẩn sĩ đại năng. Thế nhưng làm tiến vào tiểu trấn, Thiên Tuyền Tử lập tức bị một cỗ linh khí nồng nặc tắm rửa thân thể, thật là nồng nặc linh khí á. Trong lòng Thiên Tuyền Tử có chút giật mình, phải biết nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc dĩ nhiên viễn siêu tại hắn tông môn. Anh, thiên địa này linh khí bên trong còn ẩn chứa một cỗ khí đặc thù. Thiên Tuyền Tử bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn tại nồng đậm thiên địa linh khí bên trong cảm nhận được một cỗ rất đặc thù tức giận. Cỗ khí tức này tuy là mỏng manh nhưng cực kỳ tinh thuần. Nghe thấy lời này, một bên Ngô Huyền Tử chắp lấy tay cười nhạt một tiếng, hơi thở này chẳng lẽ là... Nhìn thấy Ngô Huyền Tử lạnh nhạt dáng dấp, Thiên Tuyền Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm thanh run rẩy nói, không sai, như đạo hữu suy nghĩ, cô khí tức này liền là tiên nguyên khí. Ngô Huyền Tử khẽ gật đầu, vị kia bộ tiên sinh là làm sao làm được? Thiên Tuyền Tử ánh mắt lập tức tràn đầy chấn kinh, thiên địa linh khí nồng đậm đền đủ để hắn giật mình, nhưng không nghĩ tới nơi này lại còn tồn tại có thể để độ kiếp tu sĩ bước vào thiên tiên cảnh tiên nguyên khí. Phải biết thiên nam đại lục tiên nguyên khí sớm tại tràng hạo kiếp kia bên trong biến mất, bây giờ thiên nam tu sĩ muốn đột phá thiên tiên cảnh chỉ có rời đi thiên nam đại lục một cái biện pháp,
Ta cũng không rõ ràng, nhưng mà bộ tiên sinh thần bí khó lường thủ đoạn là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Ngô Huyền Tử chậm chậm lắc đầu, dương mắt ngóng về nơi xa xăm hậu sơn Nông gia tiểu viện, trong mắt lộ ra vô tận vẻ sùng kính. Ngô đạo hữu, lúc trước ngươi nói Hồng Thất đột phá thiên tiên, ta còn chưa tin, bây giờ ta tin. Trong lòng Thiên Tuyển Tử cảm khái, phía trước hắn đối với Ngô Huyền Tử lời nói còn hơi nghi ngờ, nhưng giờ này khắc này trong lòng hắn cái kia lao hoài nghi triệt để bỏ đi. Nói đùa, có thể để biến mất không biết bao nhiêu năm tiên nguyên khí tái hiện, đây là như thế nào thủ đoạn á? Giờ phút này, Thiên Tuyển Tử chỉ muốn nhanh lên một chút mở mang kiến thức một chút vị kia bộ tiên sinh. Trên đường đi tới, nhìn xem trong đất cúi đầu lao động hán tử, dưới cây đàm tiểu lão nhân phụ nhân, xung quanh hài lòng hoàn cảnh cảnh sắc, Thiên Tuyển Tử đột nhiên có loại tiến vào thế ngoại đào nguyên cảm giác. Hơn nữa, Thiên Tuyển Tử còn phát hiện tiểu trấn này cùng bên ngoài thế tục tiểu trấn có chút khác biệt. Nơi này sạch sẽ chỉnh tề, có không ít tiểu trấn cư dân chú ý tới Ngô Huyền Tử cùng Thiên Tuyển Tử, nhộn nhịp khoát tay chào hỏi. Ngô Huyền Tử đều sẽ thân thiết cùng những cái này tiểu trấn cư dân chào hỏi, phảng phất Ngô Huyền Tử không phải cái gì cao cao tại thượng nho đạo a thánh, mà là trong thế tục bình thường lại được người tôn trọng lão già đồng dạng. Đối với Ngô Huyền Tử dẫn một cái 4-5 tuổi hài đồng, một đám tiểu trấn cư dân nhộn nhịp hiếu kỳ không thôi, nhất là nhìn thấy Thiên Tuyển Tử cái kia phấn nộn mặt nhỏ cực kỳ đáng yêu, tựa như là theo tránh tết bên trong đi ra tránh tết hoa, thoáng cái đem không ít phụ nhân nội tâm cho manh lật. Ngô phu tử, đây là nhà ai tiểu á nhi à, trưởng thành đến cùng cái tiểu tiên đồng như đến. Đúng vậy anh, đúng vậy à, quá đáng yêu dễ nhìn, đây không phải lại nghĩ lừa ta sinh nhi tử ư? Ngô Huyền Tử còn không đem Thiên Tuyển Tử đưa vào trong tiểu trấn, liền bị phụ cận phụ nhân vây quanh hỏi lung tung này kia. Kỳ thực cũng không trách tiểu trấn phụ nhân bác quái, nói cho cùng Ngô Huyền Tử một mực là cô độc, đột nhiên toát ra một cái 4-5 tuổi hài tử này làm sao có thể không cho người có mơ màng. Tất nhiên, nhưng không có người đem Thiên Tuyển Tử hiểu lầm thành Ngô Huyền Tử con riêng. Cuối cùng, Ngô Huyền Tử râu tóc trắng bạch, mặc dù có tấm lòng kia, cũng phải có phần kia lực đúng không? Đối mặt trong tiểu trấn nhiệt tình người, trong lòng Ngô Huyền Tử cũng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói Thiên Tuyển Tử là nhà bạn, mà tiểu trấn cư dân lại cho là Ngô Huyền Tử nói là nhà bạn tôn tử. Phía sau, Ngô Huyền Tử lấy có việc muốn đi tìm trấn trưởng, vậy mới nhờ cậy tiểu trấn một đám phụ nhân dây dưa. Thiên Tuyển Tử đạo hữu, tiểu trấn người cũng không rõ ràng thân phận của ngươi, có cái gì đắc tội địa phương, xin thứ tội. Tạm biệt một đám tiểu trấn phụ nhân phía sau, Ngô Huyền Tử vội vàng hướng Thiên Tuyển Tử chịu tội. Cuối cùng Thiên Tuyển Tử nói thế nào cũng là đường đường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, bị người nói thành một cái tiểu oa nhi, đổi lại người bình thường đều sẽ tức giận, chớ nói chi là độ kiếp hậu kỳ. Không có chuyện gì, Thiên Tuyển Tử chậm chậm lắc đầu, hắn cũng coi là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, như thế nào lại vì một chút chuyện nhỏ sinh khí. Bất quá, so sánh bị người ngộ nhận thành hoa, hắn càng tò mò hơn là những cái này tiểu trấn cư dân. Nhưng cái này tiểu trấn cư dân nhìn lên phổ phổ thông thông, nhưng thân thể có một cỗ linh lực ba động, cứ việc cái này linh lực rất là mỏng manh, nhưng cũng có thể để bọn hắn mỗi năm ít thọ. Đạo hữu, cái trấn nhỏ này không đơn giản à? Trong lòng Thiên Tuyển Tử cảm khái, không khỏi liếc nhìn hài lòng tiểu trấn cảnh sắc. Thiên Tuyển Tử đạo hữu là phát hiện cái gì? Ngô Huyền Tử cười nhạt một tiếng, chưa nói tới phát hiện, chỉ là cảm thấy trong đất những cái kia làm việc nông phu cho ta một loại đặc thù cảm giác, nhất là trong tay bọn họ nông cụ, ta mơ hồ cảm giác được một chút đại đạo pháp tắc khí tức. Thiên Tuyển Tử lại lắc đầu, nhớ mày suy tư, đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Không nghĩ tới đạo hữu vừa tiến đến liền chú ý tới những cái kia nông cụ. Ngô Huyền Tử cười nói, đạo hữu cũng chú ý tới. Thiên Tuyển Tử lời kia vừa thốt ra, liền cảm thấy đến hắn lời này hỏi đến có chút ngu ngốc rồi. Ngô Huyền Tử là ai? Đây chính là đặc biệt cảm ngộ thế gian vạn vật pháp tắc một đám người, liền hắn đều có thể phát giác ra được, Ngô Huyền Tử lại thế nào không phát hiện ra được. Kỳ thực đối với tiểu trấn một chút cổ quái sự tình, Thiên Tuyển Tử đạo hữu ngươi không cần thiết giật mình. Thiên Tuyển Tử cười nói, đây là vì sao? Thiên Tuyển Tử khó hiểu nói. Ngô Huyền Tử cũng không có lập tức trả lời, mà là quay đầu liếc nhìn trong đất làm việc nông phu một chút. Ngươi cũng đã biết những cái này nông cụ đến từ ai trong tay, ngươi nói là vị kia bộ tiên sinh. Trong đầu của Thiên Tuyển Tử hiện lên một người, lập tức hỏi, không phải. Ngô Huyền Tử lắc đầu phủ định nói, như vậy sẽ là ai? Không biết tại sao Thiên Tuyển Tử lại có loại bị đánh mặt cảm giác. Bình thường tới nói như xuất hiện một chút kỳ quái vừa thần bí sự tình đều cùng cao nhân đại năng thoát không được quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Không biết Thiên Tuyển Tử đạo hưu có nghe nói qua Đoàn Chính Hậu? Ngô Huyền Tử nhưng không biết Thiên Tuyển Tử muốn cái gì, hắn cười lấy hỏi, ngươi nói là vị kia luyện khí tông sư, chẳng lẽ hắn cũng ở trong trấn nhỏ? Thiên Tuyển Tử thần tình vô cùng chấn kinh, tuy là hắn từ lúc bước vào độ kiếp phía sau cũng rất ít đặt chân tu tiên giới, nhưng liên quan tới tu tiên giới một chút trọng yếu hơn sự tình, làm sao có thể lừa gạt được hắn? Trong đó liền bao gồm luyện khí tông sư. Cuối cùng, toàn bộ tu tiên giới luyện khí tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không sai, Ngô Huyền Tử cười lấy gật đầu, có thể luyện chế ra ẩn chứa đại đạo pháp tắc pháp khí, đoạn tông sư luyện khí chi pháp chỉ sợ đã vượt qua tông sư tiêu chuẩn đi. Nội tâm Thiên Tuyển Tử chấn kinh, ẩn chứa đại đạo pháp tắc pháp khí tại tu tiên giới vốn là hiếm thấy, mà Đoàn Chính Hậu lại có thể đem phổ phổ thông thông nông cụ chế tạo thành ẩn chứa đại đạo pháp tắc pháp khí, này làm sao có thể không cho hắn giật mình. Các loại,
Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Tử ý thức được một việc, tuy là Đoàn Chính Hậu tu vi không cao, nhưng dù gì cũng là hợp thể tu sĩ, tu tiên giới luyện khí tông sư, có thể để đường đường một cái luyện khí tông sư nguyện lưu tại trong tiểu trấn rèn sắt, đó chỉ có thể nói nơi này có để hắn lưu lại lý do. Chẳng lẽ là vị kia bộ tiên sinh, Thiên Tuyền Tử đạo hữu, trong tiểu trấn này có rất rất nhiều thần bí địa phương, nguyên có người tốt nhất muốn quen thuộc mới được. Mô Huyền Tử biết Thiên Tuyền Tử đã đoán được cái gì, cười lấy trấn an nói, cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Thiên Tuyền Tử thở sâu, có thể trở thành độ kiếp kỳ người, lại có cái nào là người ngu. Kỳ thực có một điểm Mô Huyền Tử không nói cho Thiên Tuyền Tử nghe, đó chính là đã từng vị kia tồn tại cũng luyện chế qua một chút nông cụ, chỉ là bây giờ những cái kia nông cụ sớm bị tiểu trấn người cúng bái, mà những cái kia nông cụ nhìn lên chẳng những không có ẩn chứa một chút đại đạo pháp tắc, phảng phất liền là bình thường nông cụ đồng dạng. Thế nhưng hắn theo trong miệng Đoàn Chính Hậu biết những cái kia nhìn lên cực kỳ phổ thông nông cụ cũng là không phải bình thường. Cứ việc Đoàn Chính Hậu không nói những cái kia nông cụ thuộc về cái gì phẩm cấp, nhưng theo lúc ấy Đoàn Chính Hậu sùng kính ngưỡng vọng ánh mắt, hắn biết những cái kia nông cụ không đơn giản. Bất quá đi để những cái kia nông cụ đều là vị kia tồn tại chính tay chế tạo, hắn liền cảm thấy đến hết thầy giải thích không được. Cuối cùng, vị kia tồn tại tạo ra đồ vật như thế nào lại là đơn giản phàm phẩm đây? Sau đó, Thiên Tuyền Tử liền như vậy một đường bị Ngô Huyền Tử dẫn tới tiểu trấn đền thờ phía trước. Cứ việc Ngô Huyền Tử lúc trước đã thông báo, tại tiểu trấn gặp được chuyện gì đều không cần giật mình, nhưng khi thấy trên đền thờ cái kia ẩn chứa vô số đại đạo ý vị chữ thời gian, hắn vẫn là bị chấn kinh một cái. Tiểu trấn Hạo Sơn một chỗ nông gia tiểu viện, bộ phàm trên lặng nghe lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thiên Tuyền Tử đối người xuất hiện lòng kính sợ, trước mắt điểm hảo cảm nam 82. Thiên Tuyền Tử đối người xuất hiện lòng kính sợ, trước mắt điểm hảo cảm nam 85. Thiên Tuyền Tử đối người xuất hiện lòng kính sợ, trước mắt điểm hảo cảm nam 90. Trong lòng bộ phàm bất đắc dĩ, hắn cảm thấy hiện tại hắn cùng Thiên Tuyền Tử giải thích nói hắn không phải cái gì ẩn sĩ cao nhân, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ Lân Sơn, ở vào Thương Lâm Sơn mạch bên trong, trong núi đỉnh có một tòa to lớn đại điện. Đại điện chính diện dưới mái hiên treo cao lấy một mặt tấm biển, trên tấm biển viết Bất Phàm Thư Viện Phân Viện 6 cái chữ, nét chữ cứng cáp đanh thép, trong câu chữ mơ hồ lộ ra một cỗ nhỏ nhã hạo nhiên chi khí. Mà đúng lúc này, một cái êm tai như chuông bạc âm thanh dần dần chuyển đến. Úc Cô Đài phía dưới thanh giang nước, chính giữa bao nhiêu người đi đường nước mắt, tây bắc nhìn Trường An, đáng thương vô số núi, thanh sơn che không được, cuối cùng chảy về hướng đông đi. Sông muộn đang lo dư, núi sâu nghe chim chàng vịt. Một cái ước chừng 6-7 tuổi, một bộ quần áo đỏ thẫm tiểu nữ hài chắp hai tay, đứng ở trên đài cao, xa xa ngóng nhìn non sông cảnh sắc. Mà tại tiểu nữ hài sau lưng còn đứng lấy 6 nam 2 nữ, nam anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm, nữ tướng mạo quyến rũ động lòng người, vóc dáng xinh đẹp. Giờ phút này, 8 người này không khỏi chậm chậm nhắm mắt lại, trong miệng lẩm nhẩm lấy vừa mới tiểu nữ hài câu thơ. Trên mình không hẹn mà gặp tản ra hạo nhiên chi khí, tiên sinh tốt phong thái. Trong lúc nhất thời, 8 người cùng nhau mở miệng tán thưởng. Mặc dù bọn hắn không biết do váy đỏ tiểu nữ hài trong miệng Trường An là địa phương nào, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn tán thưởng cái này đầu thơ hay. Cái này thơ cũng không phải ta làm. Váy đỏ tiểu nữ hài chậm chậm lắc đầu. Chẳng lẽ là tiên sinh ngươi cái vị kia ca ca? Lúc này, một cái dung mạo yêu diễm phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bên cạnh mấy người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Kỳ thực cái này tại Kỳ Lân Sơn cũng không tính bí mật gì. Rất nhiều yêu tộc đều biết bộ tiên sinh từng tại nhân tộc trong lĩnh vực gặp được một vị thần bí khó lường cao nhân. Cao nhân kia chẳng những đem bộ tiên sinh nhận thức làm muội muội, còn truyền thụ bộ tiên sinh nho đạo phương pháp tu hành. Liền bộ tiên sinh tùy tâm chi đạo cũng là bắt nguồn từ người kia. Không sai, cái này váy đỏ tiểu nữ hài không phải người khác, chính là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân tại Kỳ Lân Sơn truyền đạo mười mấy năm, mới bắt đầu mấy năm chỉ có Kỳ Lân nhất tộc, phía sau là một chút cùng Kỳ Lân nhất tộc giao hảo yêu tộc. Về sau tin tức không biết làm sao lại truyền khắp toàn bộ Thương Lâm Sơn mạch yêu tộc. Những yêu tộc này nghe nói Hỏa Kỳ Lân truyền đạo pháp có trợ giúp tăng cao tu vi, nhọn nhịp phái trong tộc trưởng lão cùng Kỳ Lân nhất tộc tu sửa quan hệ. Kỳ Lân nhất tộc lại thế nào nhìn không ra những yêu tộc này mục đích, nhưng bọn hắn lại trực tiếp không tiện cự tuyệt, chỉ có thể hỏi thăm Hỏa Kỳ Lân ý tứ. Mà Hỏa Kỳ Lân nói chỉ là một câu, ca ca không ngoại ta là yêu tộc, chỉ bảo ta nhân tộc nho đạo, truyền ta đại đạo, ta lại có thể tàng tư, chỉ cần cái nào tộc nguyện ý học, đều nhưng tới trước. Vì thế, Kỳ Lân nhất tộc ở trong Hỏa Kỳ Lân Sơn xây dựng một tòa thư viện, cũng là trong yêu tộc cái thứ nhất thư viện. Bây giờ tại Kỳ Lân Sơn Bất Phàm Thư Viện Phân Viện là nghe Hỏa Kỳ Lân truyền đạo đã không đơn giản chỉ có Kỳ Lân nhất tộc, thậm chí cùng Kỳ Lân nhất tộc có xung đột Phượng Hoàng nhất tộc, làm có thể là nghe Hỏa Kỳ Lân truyền đạo, tự nguyện buông tha song phương ân oán, cùng Kỳ Lân nhất tộc hòa giải. Có thể nói như vậy, từ lúc Hỏa Kỳ Lân truyền đạo, yêu tộc bên trong ít đi rất nhiều tranh chấp va chạm, ta cũng là thời điểm cần phải trở về. Hỏa Kỳ Lân chắp lấy tay, thở dài, âm thanh trầm ổn êm tai. Lúc trước nói cho ca ca tốt, nàng đi một chút liền trở về, không nghĩ tới thời gian thoáng qua. Mười mấy năm qua đi, không biết rõ ca ca còn nhớ đến Đại Minh ven hồ. Không đúng, xuyên đài. Không biết rõ ca ca còn nhớ cho nàng ư, còn có Tiểu Bạch. Không biết rõ Tiểu Bạch trưởng thành không.
Một bên khác, Ca Lạp Trấn Hậu Sơn trên đường bê tông, Thiên Tuyền Tử nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Giờ phút này, cách đó không xa trên đất trống có một đầu hình thể to lớn cóc. Đầu này cóc trên đầu buộc chặt lấy một đầu dây lưng màu đỏ. Dây lưng bên trên viết tất thắng hai chữ, mà tại cóc đối hiện diện là một đầu hình thể không thế nào lớn Tiểu Bạch Lư. Thế nhưng rõ ràng hình thể chênh lệch cực lớn. Cái kia Tiểu Bạch Lư ánh mắt lại cực kỳ bình thường, còn thỉnh thoảng ngáp. Phảng phất đối với trước mặt cóc rất là khinh thường khinh miệt, khả năng là Tiểu Bạch Lư khinh miệt dáng vẻ chọc giận cóc. Cái kia cóc gào thét một tiếng, nhất thời gắng sức hướng Tiểu Bạch Lư đánh tới, vung lên một trận phô thiên cái địa bụi đất. Ngay tại cóc chỗ sung yếu đến Tiểu Bạch Lư phụ cận thời gian, đầu kia Tiểu Bạch Lư thân hình lóe lên, trước một bước xuất hiện tại cóc trước mặt, một cái phía sau đạp, chỉ nghe hơ một tiếng, cóc bỗng nhiên bị đá bay, hồng hống, kèm theo hai tiếng gào thét. Cóc tại không trung hóa thành một cái ngôi sao biến mất tại đường chân trời. Nhìn thấy một màn này, trong đầu của Thiên Tuyền Tử đột nhiên toát ra một câu: ta sẽ còn trở lại. Thiên Tuyền Tử đột nhiên đong đưa lấy đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ ném đến sau đầu. Đạo hữu, cái này hai đầu yêu thú là... Thiên Tuyền Tử đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngô Huyền Tử. Mặc dù hắn không sử dụng thần thức, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đầu kia cóc trên mình mơ hồ tản ra hung thú khí tức. Mà Ngô Huyền Tử thần tình bình thường, phảng phất đối với trước mắt một màn này sớm đã thấy có lạ hay không. Đạo hữu không cần giật mình, cái này hai đầu thần thú là bộ tiên sinh nhà, bọn chúng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ dạng này. Mô Huyền Tử vuốt vuốt râu bạc, cười lấy giải thích nói: thì ra là thế. Thiên Tuyền Tử cũng không tiếp tục truy vấn. Đói. Lại tại lúc này, Tiểu Bạch Lư nhìn Thiên Tuyền Tử một chút, hướng về Ngô Huyền Tử rất có nhân tính gật đầu phía sau, quay đầu tiến về đi. Đạo hữu, chúng ta đi theo Tiểu Bạch đi. Mô Huyền Tử biết Tiểu Bạch Lư ý tứ, cười lấy nói. Thiên Tuyền Tử thở sâu, gật gật đầu. So sánh đầu kia cóc, trước mắt Tiểu Bạch Lư nhìn lên cực kỳ phổ thông, trên mình cũng không có bất luận cái gì một chút khí tức, phảng phất liền là trong thế tục lừa. Thế nhưng một kích có thể đem một đầu có hung thú huyết mạch cóc đá bay, lại thế nào khả năng là một đầu phổ phổ thông thông lừa trắng. Một đường tiến lên, chỉ trong lát sau liền xa xa nhìn thấy một chỗ nông gia tiểu viện. Từ lúc bước vào tiểu trấn này phía sau, Thiên Tuyền Tử sợ chọc tức vị kia thần bí bộ tiên sinh, không chút nào dám sử dụng thần thức đi thăm dò tiểu trấn này bí mật. Chỗ kia viện tử liền là bộ tiên sinh nơi ở. Mô Huyền Tử hướng bên cạnh Thiên Tuyền Tử giới thiệu nói. Trong lòng Thiên Tuyền Tử hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn thấy càng là tu vi cao thâm người càng là điệu thấp, một điểm này hắn vẫn hiểu. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nông gia trước cửa tiểu viện. Tiểu Bạch Lư trực tiếp vào trong nhà, mà Ngô Huyền Tử cùng Thiên Tuyền Tử lại ở trước viện tử ngừng chân. Tiên sinh ở nhà không? Ngô Huyền Tử dù cho phía trước nói qua sẽ mang người tới, nhưng từ tôn trọng lễ phép, hắn còn mở miệng dò hỏi. Vào đi. Lúc này, một cái nho nhã hiền hòa âm thanh truyền đến. Thiên Tuyền Tử đạo hữu mời đến. Ngô Huyền Tử duỗi tay ra, làm ra một cái mời động tác. Thiên Tuyền Tử thở sâu, di chuyển bước chân đi vào viện tử. Đập vào mi mắt là một gốc cây đào. Dưới cây đào, trước bàn đá ngồi một vị nho nhã nam tử. Giờ phút này, nho nhã nam tử rủ xuống đầu, không nhanh không chậm pha lấy trà, cho người một loại cực kỳ an nhàn an lành cảm giác, mà trong không khí mơ hồ phiêu đãng một cỗ thấm vào ruột gan hương trà. Thiên Tuyền Tử không nhịn được chậm chậm hai mắt nhắm nghiền, tại cỗ này thấm vào ruột gan trong hương trà, hắn phảng phất hóa thành lá trà, trải qua mấy lần chìm nổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Trà đạo nhập thánh. Trong phòng, Đại Ni chồng mắt làm mấy nữ công, Tiểu Hỉ Bào cũng ngồi ở một bên cúi cái đầu nhỏ, da dáng tại màu đỏ cái yếm nhỏ bên trên đầm chữ. Ngược lại Tiểu Ni một tay chống đỡ bên mặt, ánh mắt thỉnh thoảng hướng mặt ngoài lướt tới. Đại tỷ, ngươi nói Ngô phu tử sẽ mang người nào tới á? Tiểu Ni hiếu kỳ nhìn về phía Đại Ni. Ta như thế nào lại biết? Đại Ni ngước mắt khẽ cười nói. Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ? Vạn nhất Ngô phu tử mang về một cái lớn lên so ngươi xinh đẹp hơn nữ nhân trở về đây? Tiểu Ni trêu ghẹo nói. Đúng thì thế nào? Đại Ni cười lấy hỏi ngược lại. Đại tỷ, ngươi đối tỷ phu của ta cũng quá có tự tin. Ta thế nhưng nghe Minh Châu nói, trên đời liền không có không ăn vụng mèo. Tiểu Ni buồn bực nói. Động lòng người chung quy là người, mà không phải mèo. Đại Ni cười đến vẫn như cũ cực kỳ ôn nhu nói. Tiểu Ni hết ý kiến, không biết tại sao nàng tại nàng đại tỷ trước mặt thời điểm đều là có loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác. Tiểu Di, ngươi hiếu kỳ Ngô gia gia mang người nào tới, ngươi có thể đi nhìn một chút nha. Lúc này, một bên cúi đầu thêu thùa Tiểu Hỉ Bảo nâng lên đầu nhỏ, chớp chớp mắt to, âm thanh non nớt êm tai nói. Thôi được rồi, cha ngươi liền bưng trà rót nước sự tình đều tự mình làm. Có lẽ là có chuyện gì cùng Ngô phu tử bọn hắn nói, ta ra ngoài chẳng phải thành nghe lén. Tiểu Ni đột nhiên lắc đầu. Được rồi, ta vẫn là cho Tiểu Hỉ Bảo tương lai tiểu muội muội làm mấy món đẹp mắt váy nhỏ. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền Tử, độ kiếp hậu kỳ, vạn cổ đệ nhất tông lão tổ, vì theo hào hứa của ngươi trong miệng Ngô Huyền Tử biết chuyện của ngươi phía sau, đối ngươi xuất hiện sùng kính tình trạng, trước mắt điểm hào cảm làm 95. Vạn cổ đệ nhất tông, môn phái này danh tự cũng quá vang dội đi. Kỳ thực bộ phàm không phải là không muốn tránh Đại Ni các nàng, mà là Ngô Huyền Tử đem hắn nâng quá cao. Tuy là hắn không rõ ràng Ngô Huyền Tử ở trước mặt Thiên Tuyền Tử hít hà cái gì, nhưng theo Thiên Tuyền Tử cái kia 95 điểm hào cảm, có thể để đường đường một cái độ kiếp hậu kỳ lão tổ sùng kính, chỉ sợ Ngô Huyền Tử lại đem hắn miêu tả thành cái gì ẩn sĩ cao nhân. Nguyên cớ làm trang không đúng,
đảm bảo trì một chút cảm giác thần bí, hắn chỉ có thể đích thân tiếp đãi thiên tuyển tử. Liền pha trà, hắn cũng đích thân động thủ. Tuy nói trà cái đồ chơi này là vật thế tục, nhưng tu sĩ cũng là người. Hơn nữa, hắn trà đạo thế nhưng mắc cấp tồn tại, dùng tới chiêu đãi một cái độ kiếp tu sĩ vẫn có thể đem ra được. Cũng may, có mấy lần trước kinh nghiệm, bộ phàm đối với thế nào nắm ẩn sĩ cao nhân, ngược lại thuận buồm xuôi gió. Vãn bối thiên tuyển tử, gặp qua tiên sinh. Thiên tuyển tử dáng vẻ cung kính, ông quyền hành lễ, tới phía trước Ngô Huyền tử liền giao phó cho hắn. Trước mắt vị này bộ tiên sinh cũng không thích người khác gọi hắn tiền bối. Ân, mời ngồi. Bộ phàm chậm chậm giơ tay lên, ra hiệu hai người ngồi xuống. Thiên tuyển tử chần chờ một chút, nhưng vẫn là cùng Ngô Huyền tử đồng dạng cảm ơn một tiếng phía sau ngồi xuống. Hàn xá đơn sơ, đạo hữu đừng ghét bỏ. Bộ phàm ngữ khí bình thường trầm ổn, cho người một loại bình dị gần gũi lại không mất uy nghiêm. Không có, thiên tuyển tử vội vàng lắc đầu. Tuy là nơi này nhìn lên chính xác cực kỳ đơn sơ, nhưng có như vậy một vị ẩn sĩ cao nhân tại, cho dù lại đơn sơ cũng thay đổi đến không đơn sơ. Bộ phàm nguyên bản còn muốn đem phòng ốc sơ sài minh bản này minh văn nói ra, cái gì núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Thế nhưng nhìn thấy một bên Ngô Huyền tử, hắn lập tức phản ứng lại, cái này phòng ốc sơ sài minh phía trước nói qua tới, bất quá hắn không nói. Ngược lại thì Ngô Huyền tử đột nhiên gật gù đắc ý lên, núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, này là phòng ốc sơ sài, di ta đạo đức cao sang. Ngô Huyền tử đem chọn quyền phòng ốc sơ sài minh cho lãng đọc đi ra. Thiên tuyển tử tuy là không biết rõ Nam Dương gia Cát Lư, Tây Thục tử Vân Đình ở nơi nào, càng không biết Khổng tử là người nào, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn thưởng thức bản này minh văn. Tốt một câu cái gì lậu có, một thánh nhân không hổ là hiện nay thánh nhân a. Thiên tuyển tử kính nể nói, đạo hữu hiểu lầm, ta có thể làm không ra loại này kinh thiên tác phẩm. Ngô Huyền tử lắc đầu, không phải ngươi. Thiên tuyển tử sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hẳn ý thức được cái gì, chẳng lẽ là bộ tiên sinh? Không sai. Ngô Huyền tử vuốt vuốt râu ra, gật gật đầu, tiên sinh đại tài. Thiên tuyển tử trong mắt càng kính nể nói, đây không tính là cái gì, ta chỗ này cũng không có gì tốt đồ vật chiêu đái đạo hữu ngươi, đây là ta chính tay pha trà, hai vị đừng gặp bên ngoài. Bộ phàm vội ho một tiếng, vội vàng di chuyển chủ đề, chậm chậm đem hai chén trà đặt ở thiên tuyển tử cùng Ngô Huyền tử trước mặt. Thiên tuyển tử đạo hữu mời. Ngô Huyền tử đương nhiên sẽ không khách khí, đối thiên tuyển tử làm ra một cái mời động tác phía sau, nâng ly trà lên, bắt đầu hưởng thụ lấy. Nhìn xem trước mặt trên bàn đá bay lên từng sợi xương trắng chén trà, thiên tuyển tử nuốt một cái cổ họng, đây chính là một chén trà đạo nhân thánh người chính tay pha trà, vậy ta liền không khách khí. Thiên tuyển tử thận trọng bưng lấy trà phía sau, tại chóp mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận thư sướng. Theo sau, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một dòng nước ấm nhanh chóng lưu động toàn thân. Dòng nước ấm này phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy, lọc đi táo bạo mệt nhọc, để thiên tuyển tử thoáng cái nội tâm chạy xe không, phủ nhẹ bụi trần, bảo trì một phần rộng rãi cùng đạm bạc tâm cảnh. Nhìn xem tỉ mỉ thưởng thức trà hai người, trong lòng bộ phàm hơi buông lỏng khẩu khí, nhìn tới trà đảo mắc cấp vẫn là có chỗ tốt, trà ngon. Nội tâm thiên tuyển tử rung động, nhìn về phía bộ phàm ánh mắt càng cung kính. Hiện nay trong tu tiên giới có một vị lấy trà nhập thánh Nho Đạo A Thánh, hắn liền đã từng thưởng thức qua đối phương trà, lúc ấy đối phương pha trà đối với tâm cảnh cảm mộ chính xác có một chút trợ giúp, nhưng cùng trước mắt vị này bộ tiên sinh pha trà của thực liền là cách biệt một trời. Bởi vì trước mắt vị này bộ tiên sinh trà ẩn chứa đại đạo pháp tắc, đối với thiên tuyển tử phảng phất cảm mộ dáng dấp, bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Như thiên tuyển tử tu vi như vậy sớm đã thoát ly bình thường tu luyện phạm trù, bọn hắn muốn tu vi có đột phá nhất định cần cảm mộ thiên đạo tự nhiên, mà uống trà vừa vặn có thể đối cảm ngộ tự nhiên có một chút tác dụng. Ta nghe Ngô phu tử nói bạn ngươi nguyên có sẽ đến nơi này là làm tìm kiếm một cái có hỗn độn thánh thể hài đồng. Bộ phàm cũng bưng lên trà khẽ nhấp một cái, đúng vậy tiên sinh, cái kia hỗn độn thánh thể đối tông môn ta cực kỳ trọng yếu. Thiên tuyển tử dáng vẻ tất cung tất kính nói, hả, ta thật tò mò ngươi là thế nào xác định cái này hỗn độn thánh thể tại nơi này. Bộ phàm dương mắt nhìn về phía thiên tuyển tử hỏi, văn bồi tông môn có một kiện pháp bảo tên là hỗn độn chung, món pháp bảo này có thể đại khái tìm kiếm hỗn độn thánh thể vị trí. Thiên tuyển tử không chút nào dám có chỗ che giấu, cuối cùng trước mắt vị này chính là một vị có thể để hồng thất đột phá thành thiên tiên tồn tại. Hỗn độn chung, bộ phàm nhờ đến hắn cũng có một kiện hỗn độn cái gì chung pháp bảo. Đúng vậy tiên sinh, liền là món pháp bảo này. Thiên tuyển tử xoay tay một cái, bàn tay tự nhiên thêm ra một cái màu vàng chung đồng. Còn không chờ thiên tuyển tử nói cái gì, cái này hỗn độn chung bỗng nhiên tản mắt ra lóa mắt kim quang, siêu một tiếng theo trong lòng bàn tay bay ra, hướng về bộ phàm kích xạ mà đi. Thiên tuyển tử biến sắc mặt, thầm nghĩ không tốt. Tuy là hắn không rõ ràng hỗn độn chung thế nào đang yên đang lành biến mất đi khống chế, nhưng hắn rõ ràng nếu là mạo phạm trước mắt vị này thần bí bộ tiên sinh, hắn chỉ sợ thấy không đến ngày mai thái dương. Nhưng một màn kế tiếp cũng là để hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hỗn độn chung cũng không có trực tiếp công kích bộ phàm, mà là đột nhiên tại bộ phàm xung quanh vòng quanh vòng, phảng phất là tìm tới chủ nhân ngay tại vui sướng khiêu vũ. Đối với một màn trước mắt, Ngô Huyền tử cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây là, nhìn xem trước mặt bay múa màu vàng chung đồng, bộ phàm cảm giác cái này màu vàng chung đồng phảng phất đối với hắn rất thân thiết.
vô ý thức duỗi tay ra, màu vàng trung đồng bỗng nhiên nhu thuận rơi vào hẳn trong lòng bàn tay. Một màn này thế nhưng để Thiên Tuyền Tử kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết hỗn độn trung thế nhưng bọn hắn vạn cổ đệ nhất tông chí bảo, cho dù là hắn cũng chỉ có thể dùng tông môn bí pháp tới thôi động, nhưng giờ phút này thế mà lại ngoan ngoãn chạy đến trên tay người khác. Này làm sao có loại nuôi nhiều năm cải trắng, đột nhiên có một ngày bị người trồi đi đã xem cảm giác. Bộ phàm như không biết Thiên Tuyền Tử muốn cái gì, nhìn xem trong tay hỗn độn trung, trong đầu của hắn đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ. Vừa mới Thiên Tuyền Tử nói qua cái này hỗn độn trung có thể xác định hỗn độn thánh thể đại khái vị trí, mà thân thể của hắn vừa vặn có hệ thống ban thưởng hỗn độn thánh thể. Vậy có phải hay không nói hỗn độn trung nguyên cớ sẽ đối với hắn thân thiết là bởi vì hắn có hỗn độn thánh thể? Nếu là lời như vậy, Thiên Tuyền Tử tìm kiếm người kỳ thực liền là chính hắn. Nhưng vấn đề là Thiên Tuyền Tử tìm không phải 3-4 tuổi hài đồng ư? Chẳng lẽ là bộ phàm bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó? Hắn thu được hỗn độn thánh thể thời gian đại khái tại 3-4 năm trước. Vậy liệu rằng hắn thu được hỗn độn thánh thể thời gian kỳ thực bị Thiên Tuyền Tử ngộ nhận thành hỗn độn thánh thể sinh ra thời gian? Vậy cái này hiểu lầm liền lớn. Mà Thiên Tuyền Tử cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhìn thấy hỗn độn chung đối bộ phàm thân thiết, phảng phất là tìm tới mất tích nhiều năm chủ nhân. Thiên Tuyền Tử đâu còn sẽ không rõ nguyên nhân gì ạ? Trong ánh mắt lập tức vừa khiếp sợ, lại là khó có thể tin. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là... Thanh âm Thiên Tuyền Tử run rẩy, bởi vì quá chấn kinh. Hắn nhất thời ở giữa quen phía trước Ngô Huyền Tử đã thông báo chuyện của hắn. Đạo hưu vẫn là biệt xưng hô ta tiền bối, ta không đảm đương nổi tiền bối hai chữ. Bộ phàm chậm chậm lắc đầu ngắt lời nói, là vãn bối nói sai. Thiên Tuyền Tử lập tức phản ứng lại, vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Kỳ thực đạo hữu người đoán đến không sai, ta đích xác là hỗn độn thánh thể. Lúc này, cho dù bộ phàm muốn che giấu cũng không có cách nào che giấu. Cuối cùng chỉ cần không ngốc, vẫn có thể đoán được mấu chốt trong đó chỗ. Thiên Tuyền Tử tâm thần run lên, cứ việc vừa mới liền đoán được, nhưng lúc nhận được chính xác trả lời, vẫn là để trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Phải biết hắn vẫn cho là hỗn độn thân tử hẳn là 3-4 tuổi hài đồng, nhưng hôm nay sự thật nói cho hắn biết, hỗn độn thân tử không những không phải cái gì trẻ em, vẫn là một cái tu vi khủng bố ân sĩ cao nhân. Phía trước hắn còn nghĩ đến dạy đối phương thần thông phép thuật, đây không phải tại tổ sư gia trước mặt mùa bùa trước cửa lỗ ban là cái gì? Nhưng đột nhiên trong đầu của Thiên Tuyền Tử hiện lên tông môn một mực lưu truyền một câu: hỗn độn gia, thiên địa biến, tông môn hương. Một mực đến nay trong tông môn rất nhiều tiền nhân cho rằng ý tứ của những lời này là hỗn độn thần tử xuất thế phía sau, tại tương lai sẽ dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông trọng trấn năm đó huy hoàng. Nhưng nếu là hỗn độn thân tử bản thân liền là một vị không được ẩn sĩ cao nhân, cái kia dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông trọng trấn huy hoàng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tới phía trước, hắn còn nghĩ đến muốn làm sao mới có thể cùng trước mắt vị này thần bí cao nhân bầu víu quan hệ. Bây giờ đây không phải có một cái rất tốt lý do ư? Đệ tử vạn cổ đệ nhất tông Thiên Tuyền Tử bái kiến tông chủ đại nhân. Thiên Tuyền Tử nhất thời đứng lên, rất cung kính liền muốn hướng bộ phàm lễ bái. Đạo hữu, ngươi đây là làm cái trị gì? Ta làm sao lại thành các ngươi tông chủ? Bộ phàm sửng sốt một chút, vội vàng nâng lên Thiên Tuyền Tử. Tông chủ, ngươi có chỗ không biết, tại tông môn ta bên trong, hỗn độn thánh thể được xưng là hỗn độn thần tử, là tương lai tông chủ đệ nhất nhân tuyển, mà tiên sinh lại là hỗn độn thánh thể. Thiên Tuyền Tử giải thích nói, đạo hữu, ta cảm thấy ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm gì đó, có lẽ ngươi tìm kiếm hỗn độn thánh thể cũng không phải là ta. Bộ phàm nghe tới có chút mộng, liền bởi vì hắn là hỗn độn thánh thể, liền để một cái không biết nguồn gốc người làm môn phái tông chủ, cái này không khỏi cũng quá tùy ý điểm à. Tiên sinh, xưa nay thể chất đặc thù người có rất nhiều, nhưng có thể được xưng là thánh thể, tuyệt đối là trong tu tiên giới cử thế vô song tồn tại. Một bên Ngô Huyền Tử nhẹ giọng giải thích nói. Bộ phàm ngơ ngác một chút, nói cách khác, tu tiên giới liền hắn một cái hỗn độn thánh thể. Thế nhưng không đúng, hắn hỗn độn thánh thể là hệ thống ban thưởng. Thiên Tuyền Tử tuy là không rõ vì cái gì Ngô Huyền Tử muốn giải thích, cuối cùng hắn thấy vấn đề này chỉ cần là tu sĩ đều biết đến sự tình, nhưng hắn cũng không dám hỏi à. Mô phu tử, tuy là thánh thể là thiên địa chiếu cố thể chất, tập hợp đại khí vận đại tạo hóa, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Tuy là bộ phàm suy nghĩ có chút loạn, nhưng làm ở trước mặt Thiên Tuyền Tử bảo trì một bộ ẩn sĩ cao nhân dáng dấp, hắn chắp lấy tay, dáng vẻ hờ hứng, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Ý của tiên sinh nói là thế gian vẫn tồn tại một cái khác hỗn độn thánh thể? Mô Huyền Tử kinh ngạc nói, có lẽ vậy, thế sự không có tuyệt đối, cái này tu tiên giới sự tình vốn là khó mà dùng lẽ thường nói được rõ ràng. Bộ phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phương xa. Thiên Tuyền Tử cùng nội tâm Mô Huyền Tử không khỏi bị cái kia ánh mắt thâm thúy xúc động, cũng tràn đầy đồng cảm. Cho dù bọn hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không dám nói thực sự hiểu rõ cái này tu tiên giới, bởi vì tu tiên giới có quá nhiều thần bí sự tình. Tỷ như, Thiên Tuyền Tử cùng Ngô Huyền Tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bộ phàm. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Thiên Tuyền Tử cùng Ngô Huyền Tử chắp tay nói. Trong lòng bộ phàm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chớ nhìn hắn trang ẩn sĩ cao nhân ra dáng, kỳ thực đáy lòng của hắn không biết sợ thành dạng gì. Có lẽ như tiên sinh nói, trên thế gian vẫn tồn tại cái kia hỗn độn thánh thể, nhưng hỗn độn chung đã tìm tới nơi này. Giải thích rõ tiên sinh mới là tông môn ta muốn tìm người. Lúc này, Thiên Tuyền Tử đột nhiên mở miệng nói, giọng thành khẩn, ánh mắt nghiêm túc.
Tiên sinh, ngươi chỉ sợ không biết rõ tà vạn cổ đệ nhất tông một mực lưu truyền một câu, đó chính là hỗn độn gia, thiên địa biến, tông môn hưng. Thiên Tuyền Tử không giữ lại chút nào đem hỗn độn thánh thể cùng vạn cổ đệ nhất tông sự tình nói ra. Kỳ thực Thiên Tuyền Tử cũng có một chút tư tâm. Cuối cùng trước mắt vị này bộ tiên sinh thế nhưng một vị có thể để độ kiếp kỳ tu sĩ trở thành thiên tiên tồn tại. Cái kia nếu là làm tông chủ của bọn hắn, vậy hắn cho dù không rời đi thiên nam tu tiên giới, cũng có thể đột phá thiên tiên, thậm chí cao hơn tu vi cảnh giới. Bộ phàm nghe tới có chút mộng, hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng. Này làm sao nghe tới dường như xảy ra đại sự cảm giác. Huống chi, loại này gánh vác to lớn trách nhiệm, đó là nhân vật chính việc cần phải làm. Như hắn khẳng định là muốn cự tuyệt, nhiệm vụ, trở thành vạn cổ đệ nhất tông tông chủ. Nhiệm vụ giới thiệu, Thiên Tuyền Tử lầm đem một vị nào đó lão trấn trưởng xem như ẩn sĩ cao nhân. Lại biết được một vị nào đó lão trấn trưởng là nhất hỗn độn thánh thể cùng đại. Từ tư tâm, cùng làm tông môn tương lai suy nghĩ, Thiên Tuyền Tử khẩn cầu ngươi trở thành vạn cổ đệ nhất tông tông chủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 10000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận, cự tuyệt, 10000 điểm kinh nghiệm. Bộ phàm cho là hệ thống là tính sai, nhìn kỳ cũng thật là 10000 điểm kinh nghiệm. Thế nhưng lấy hẳn đối hệ thống hiểu rõ, nơi nơi mức độ nguy hiểm cùng điểm kinh nghiệm có quan hệ, điểm kinh nghiệm càng cao, giải thích rõ càng nguy hiểm. Nguyên cớ, nhiệm vụ này khẳng định là dính dáng một chút chuyện nguy hiểm. Chẳng lẽ là Thiên Tuyền Tử vừa mới nói cái kia tiên đoán? Cái gì hỗn độn ra, thiên địa biến? Thiên địa này biến có lẽ chỉ hiện là tại tương lai một ngày nào đó sẽ phát sinh cái gì đủ để thay đổi tu tiên giới biến động. Nhưng nếu là cự tuyệt, bộ phàm lại luyến tiếc. Đây chính là 10000 điểm kinh nghiệm a, có thể để hắn ít suất bao nhiêu nhiệm vụ a. Huống chi, nếu là tương lai tu tiên giới thật phát sinh cái gì biến động, hắn loại trừ để chính mình biến đến cường đại bên ngoài, cũng không thay đổi được cái gì. Nguyên cớ, cái này 10000 kinh nghiệm càng không khả năng bỏ lỡ, nhưng cũng không thể đáp ứng quá sảng khoái, miễn đến để người khác sinh nghi. Đạo hữu, ta minh bạch ngươi là làm người tông môn suy nghĩ, nhưng tông chủ sự tình, vẫn là mời người nghĩ lại. Bộ phàm ra vẻ làm khó dáng dấp, chậm chậm lắc đầu cự tuyệt. Tiên sinh, Thiên Tuyền Tử còn muốn nói điều gì, lại bị bộ phàm tháo tay cắt ngang. Không bằng như vậy đi, đạo hữu ngươi trước tại ta chỗ này ở lại, mà hỗn độn thánh thể, ta tiếp tục để Tống Lại Tử giúp ngươi tìm kiếm, có lẽ ở phụ cận đây, vẫn tồn tại cái kia hỗn độn thánh thể đây. Bộ phàm hiền hòa cười một tiếng, nhưng trong giọng nói lộ ra một cỗ không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Trong lòng Thiên Tuyền Tử thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cuối cùng, bọn hắn vạn cổ đệ nhất tông tuy là một mực rất điệu thấp, nhưng luận thực lực cũng không thể so thiên nam trong tu tiên giới bất luận cái nào thánh địa kém. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Ở trước mắt vị này thần bí bộ tiên sinh trong mắt, vạn cổ đệ nhất tông thủy chung không đáng chú ý. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, nhưng có thể lưu tại trong tiểu trấn, vẫn là để nội tâm Thiên Tuyền Tử nhiều một vòng hy vọng. Cảm ơn tiên sinh. Thiên Tuyền Tử vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Mặc kệ có thể hay không tìm tới một cái khác hỗn độn thánh thể, chỉ bằng cùng trước mắt vị này bộ tiên sinh quen biết, cái này chuyến đi này không tệ. Vậy đạo hữu đem cái này hỗn độn chung thu về đi à. Bộ phàm đem hỗn độn chung trong tay đặt ở trên bàn đá, ra hiệu để Thiên Tuyền Tử thu về không gian chữ vật. Tiên sinh, hỗn độn chung đã chủ động bay đến trên tay ngươi, giải thích rõ cùng tiên sinh hữu duyên. Thiên Tuyền Tử bận biểu cự tuyệt, tuy là hỗn độn chung là tu tiên giới hiếm có chí bảo, nhưng có thể sử dụng một kiện chí bảo cùng trước mắt vị này bộ tiên sinh tạo mối quan hệ, hắn vẫn là cảm thấy đáng giá. Cái này hỗn độn chung là các người tông môn chí bảo, ta lại thế nào tốt đoạt người chỗ tốt, ngươi vẫn là thu về đi à. Bộ phàm vẫn là lắc đầu. Gặp bộ phàm thái độ kiên quyết, Thiên Tuyền Tử chỉ đánh chịu đem hỗn độn chung thu về. Nhìn tới cái này hỗn độn chung căn bản là không có cách cửa mắt phía trước vị tiên sinh này mắt, cái này còn thật bị Thiên Tuyền Tử cho đoán trúng. Huyền Thiên Linh Bảo bên ngoài người xem ra là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, nhưng hắn thấy cũng liền dạng kia. Thời gian kế tiếp, bộ phàm cùng Thiên Tuyền Tử, Ngô Huyền Tử một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Tất nhiên, bộ phàm cũng sẽ không ngây ngốc trò chuyện tu hành một loại sự tình, hắn chỉ nói nhân sinh đại đạo triết học. Cuối cùng, tu tiên bộ phàm khả năng không bằng Thiên Tuyền Tử cùng Ngô Huyền Tử, nhưng tư tưởng phía sau hắn thế nhưng có một cái tinh cầu kiến thức. Tỷ phu, tỷ ta nói tối nay có khách, để ta hỏi ngươi tối nay muốn ăn cái gì. Lại tại lúc này, Tiểu Ni từ trong nhà đi ra, nhưng vừa ra tới liền gặp được bên cạnh Ngô Huyền Tử 4-5 tuổi trẻ em. Cái này trẻ em mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu, hai tuổi này là nhà ai, trưởng thành đến cũng quá đáng yêu à. Tiểu Ni không khỏi kinh dị một tiếng, bước nhanh về phía trước, bốn phía đánh giá đến Thiên Tuyền Tử tới phía sau, dừng mắt nhìn Ngô Huyền Tử. Mô phu tử, hai tuổi này sẽ không phải là tôn tử của ngươi à. Tiểu Ni cô nương, lời này ngàn vạn chớ nói lung tung. Ngô Huyền Tử lúng túng, hắn cũng không dám đem đường đường một cái độ kiếp kỳ nhận thức làm tôn tử, cái này có cái gì nói lung tung. Tiểu Ni thần tình không hiểu, nhưng nhìn trước mắt đáng yêu trẻ em, nàng có loại muốn xoa bóp Thiên Tuyền Tử cái kia mà cục khuôn mặt nhỏ nhắn xúc động. Ngô Huyền Tử nghẹn lời, rõ ràng không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt gửi cho bộ phàm. Tiểu Ni, vị này cũng không phải cái gì hài tử. Bộ phàm vội ho một tiếng, không phải hài tử. Tiểu Ni kinh ngạc, vị này là Ngô phu tử hảo hữu, tuy là nhìn lên chỉ có hài đồng dáng dấp, nhưng tuổi tác kỳ thực cũng không thể so Ngô phu tử tiểu. Bộ phàm nhẹ giọng giải thích nói, cái gì, cái này sao có thể. Tiểu Ni trừng mắt, có chút khó có thể tin nhìn một chút Thiên Tuyền Tử.
Vị tiểu cô nương này, ta chính xác không phải hài đồng. Thiên tuyển tử gật gật đầu, cứ việc trước mặt cô nương là một cái phàm phu tục tử. Nhưng theo Ngô Huyền Tử cùng bộ tiên sinh thái độ, hắn không chút nào dám mãnh đạo. Thanh âm của ngươi, nghe lấy thiên tuyển tử cái kia giả nu âm thanh, tiểu ni bỗng nhiên che miệng nhỏ. Trong mắt đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Hiện tại ngươi tin chưa, Ngô phu tử người bạn thân này khi còn bé bị một loại quái bệnh. Dẫn đến hắn không cách nào cùng người bình thường đồng dạng trưởng thành già yếu. Bộ phàm lại giải thích nói, con có loại bệnh này. Nguyên bản tiểu ni còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe thiên tuyển tử âm thanh phía sau, nàng thoáng cái tin mấy phần. Thiên hạ lớn, cái gì bệnh đều có. Bộ phàm lắc đầu cảm thán nói, đối với bộ phàm lời nói, tiểu ni vẫn tin tưởng. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía thiên tuyển tử ánh mắt mang theo đáng thương. Sẽ không lớn lên, tuy là nhìn lên không tệ, nhưng đồng thời cũng mất đi làm to người khoái hoạt. Cái kia tỷ phu, Ngô phu tử hảo hưu có phải hay không tìm ngươi xem bệnh? Tiểu ni đột nhiên tiến đến bộ phàm bên tai, hạ giọng nói, không sai biệt lắm. Bộ phàm thuận miệng nói, khó trách tỷ phu ngươi vừa mới không cho ta chiêu đãi khách nhân. Hóa ra cái này khách nhân thân phận cổ quái. Tiểu ni bừng tính hiểu ra, trong miệng tự lẩm bẩm, vậy ta đi cùng tỷ ta nói một thoáng, miễn đến va chạm khách nhân. Nói lấy, tiểu ni quay người liền hướng trong phòng chạy tới, nhìn xem lấy sốt ruột gấp nha đầu, bộ phàm có chút khóc cười không được. Còn va chạm khách nhân, vừa mới liền đã va chạm tốt đi. Ta hướng đạo bạn chịu tội, vừa mới vị cô nương kia là phu nhân ta muội muội, như không giải thích như vậy, nàng sẽ đem đạo hữu xem như hài đồng. Hơn nữa, đạo hữu nếu muốn lưu tại trong tiểu trấn, cần phải có một cái lý do. Không phải tổng bị ngoại nhân xem như hài đồng liền không tốt. Bộ phàm đầu tiên là hướng thiên tuyển tử nói xin lỗi, tiếp lấy lại giải thích nói, tiên sinh nói đúng. Thiên tuyển tử nhận đồng gật gật đầu, bị người xem như hài đồng ngược lại không có gì, liền sợ bị người bóc mặt sờ đầu, liền có chút không chịu nổi. Mà giờ khắc này trong phòng, tiểu ni đem thiên tuyển tử sự tình báo cho đại ni nghe. Đại ni còn tốt, nhưng tiểu hì bảo một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp, liền theo sống cũng không làm, trực tiếp chạy đến trong nhà. Đại ni bất đắc dĩ đứng dậy, cùng tiểu ni cũng cùng đi ra khỏi gian nhà. Tuổi của ngươi thật so Ngô gia gia còn lớn ư? Nhìn xem trước mặt vóc dáng so hắn còn thấp thiên tuyển tử, tiểu hì bảo nháy lên mắt to hỏi. Đối mặt như vậy một kẻ đáng yêu lấy vui tiểu cô nương, trong lòng thiên tuyển tử nhịn không được dâng lên vẻ yêu thích. Vậy ngươi thích ăn hành ư? Thiên tuyển tử, tại sao muốn hỏi hắn có thích ăn hay không hành? Chạng vạng tối, thiên tuyển tử cùng Ngô Huyền tử bị bộ phàm một nhà lưu lại tới ăn cơm chiều. Mới đầu thiên tuyển tử còn có chút đứng ngồi không yên, nhưng về sau hắn dần dần bị trước mắt ôn tập hòa thuận không khí cho bị nhiễm lại, nhất là nhìn thấy vị kia thần bí bộ tiên sinh đích thân xuống bếp, càng làm cho thiên tuyển tử cảm thấy không thể tưởng tượng được. Như không phải rõ ràng bộ tiên sinh là một cái tu vi cực kỳ khủng bố ân sĩ cao nhân, thiên tuyển tử còn tưởng rằng hắn đi tới một chỗ thế tục thông thường nhà. Cơm tối, bộ phàm chuẩn bị đều là món ngon, gà con hầm nấm, dưa chua hầm xương sườn, thanh hoa tiêu nước nấu cá các loại. Trong nhà chưa kịp chuẩn bị, đều là chút ít đồ ăn thường ngày. Còn điền lão tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Đại ni bưng lấy khay, cười yếu ớt lấy đem một khay rau xanh bày ra tại trên bàn cơm. Kỳ thực điền lão tiên sinh là gọi thiên tuyển tử, bởi vì ngay tại vừa mới, thiên tuyển tử hướng bộ phàm một nhà giới thiệu chính mình họ điền, tên tuyển. Thế là đại ni gọi thiên tuyển tử làm điền lão tiên sinh. Sao lại thế? Thiên tuyển tử vội vàng lắc đầu, trong lòng không khỏi chửi bậy. Vị kia bộ tiên sinh đích thân làm đồ ăn cho dù là đồ ăn thường ngày, cũng không phải đơn giản đồ ăn thường ngày có thể so sánh. Điền tiên sinh, đừng khách khí, làm nhà mình là được. Trên tay của bộ phàm nâng lên hai vò rượu, cười lấy từ bên ngoài đi vào. Thiên tuyển lão hữu a, người hôm nay thật có phúc, đây chính là bộ tiên sinh chính tay nhúng rượu. Ngô Huyền tử gặp cái kia hai vò rượu, hai mắt nheo lại, không khỏi thỏ tay vuốt vuốt râu ra. Một bên tiểu hỉ bảo nhìn một chút vò rượu, lại nhìn một chút thiên tuyển tử cái kia người được mùi rượu mê say, chu miệng nhỏ, cúi cái đầu nhỏ uống cam. Bữa này cơm tối ăn thật lâu mới kết thúc, thiên tuyển tử cùng Ngô Huyền tử cũng không có lưu thêm. Sau khi ăn cơm tối xong, liền nói đừng rời bỏ. Bộ phàm một nhà đem hai người cha đưa ra ngoài sân, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Tỷ phu, ngươi nói điền lão tiên sinh bệnh có thể trị không? Đối với một cái co đứa bé dáng dấp lão nhân, tiểu ni trong lòng vẫn là có chút đồng tình. Loại bệnh này không cách nào trị liệu, bộ phàm căn bản là không cho thiên tuyển tử khám bệnh. Câu trả lời này thuần túy liền là qua loa tiểu ni. Cái kia điền lão tiên sinh thật đáng thương, tiểu ni tiếc hận nói. Một bên tiểu hì bà mặt nhỏ nghiêm túc điểm một cái, phảng phất cực kỳ tán đồng tiểu ni lời nói. Ngươi chút gì đầu á? Bộ phàm cười lấy sờ lên tiểu hì bảo đầu nhỏ. Ta cũng cảm thấy điền gia gia thật đáng thương nha. Tuy là điền gia gia không ghét ăn hành, nhưng hắn không thể cao lớn cao, không thể làm thật nhiều đại nhân sự tình. Tiểu hì bảo chớp động ngây thơ mắt tò nói. Cái kia tiểu hì bảo sau đó lớn lên muốn làm gì sự tình đây? Tiểu ni hiếu kỳ nói. Làm trấn trưởng. Tiểu hì bảo ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Ồ, cái kia tiểu hì bảo tại sao muốn làm trấn trưởng đây? Tiểu ni có chút vui mừng. Con tưởng rằng tiểu hì bảo cũng muốn cùng tỷ phu đồng dạng làm tiểu trấn làm cống hiến. Nhưng tiếp xuống tiểu hì bảo lời nói, trực tiếp bị tiểu ni trợn tròn mắt. Bởi vì làm trấn trưởng liền có thể như phụ thân đồng dạng,
mỗi ngày tại trong nhà nằm, hai đạo ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào trên người Bộ Phàm. Bộ Phàm lúng túng, tốt ta, đây chính là bị con gái ruột sùng bái phiền não rồi. Bởi vì Thiên Tuyền Tử muốn lưu tại tiểu trấn một đoạn thời gian, Mô Huyền Tử liền để Thiên Tuyền Tử đi thư viện ở. Thiên Tuyền Tử tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Sáng ngày thứ hai, liên quan tới Ngô Huyền Tử mang về hài đồng, kỳ thực số tuổi thật sự là một cái 70-80 tuổi lão đầu tử, sự tình rất nhanh ở trong trấn nhỏ truyền ra. Rất nhiều tiểu trấn cư dân nghe nói việc này đều có chút khó có thể tin, nhất là hôm qua gặp qua Thiên Tuyền Tử người. Các người nghe nói không? Mô phu tử hôm qua mang về hài tử nhưng thật ra là cái 70-80 tuổi lão đại gia. Nghe nói, các người nói chuyện này là thật là giả? Ta thế nào có chút không tin đây? Ta cũng cảm thấy có chút mơ hồ, rõ ràng nhìn lên liền là một đứa bé á. Việc này còn có thể có giả? Hôm qua Ngô phu tử liền là mang người kia tới chúng ta tiểu trấn mời trấn trưởng chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, tiểu trấn phảng phất nổ tung, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, loại chuyện này bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói, mà chuyện này cũng truyền vào Bộ Phàm trong tai. Bộ Phàm lập tức cảm giác kinh ngạc. Phải biết việc này cũng không phải bọn hắn gia truyền. Hơn nữa, cho dù là bọn hắn gia truyền cũng không có khả năng trong vòng một đêm lên truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Chẳng lẽ là Ngô Huyền Tử làm? Kỳ thực còn thật bị Bộ Phàm cho đoán trúng. Chuyện này nguyên cớ sẽ truyền đến nhanh như vậy, cũng thật là may mắn mà có Ngô Huyền Tử. Bởi vì Thiên Tuyền Tử nhìn lên liền là một cái 3-4 tuổi đứa bé dáng dấp. Người không biết chuyện rất dễ dàng đem Thiên Tuyền Tử xem như hài tử nhìn, từ đó mạo phạm đến Thiên Tuyền Tử, dạng kia liền không tốt. Nói thế nào Thiên Tuyền Tử cũng là tu tiên dưới tiếng tăm nừng lấy đầu kiếp kỳ tu sĩ. Cũng may có phía trước Bộ Phàm biên quái bệnh, để Ngô Huyền Tử thoáng cái tìm tới lý do thích hợp, mà Thiên Tuyền Tử cũng không ý kiến. Cuối cùng Thiên Tuyền Tử cũng không muốn mỗi ngày bị người hiểu lầm thành hài tử, bởi vậy chuyện này như thùng thuốc nổ tại tiểu trấn nổ tung. Bất quá là Ngô Huyền Tử dẫn Thiên Tuyền Tử tại tiểu trấn đi dạo thời điểm, Thiên Tuyền Tử chú ý tới trong tiểu trấn người nhìn ánh mắt của hắn là lạ, nhưng ánh mắt này có thương hại, có tiếc hận, có thở dài các loại. Thiên Tuyền Tử đạo hữu, ủy khuất người. Mô Huyền Tử tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt chung quanh, lập tức hướng Thiên Tuyền Tử bồi tội nói, đây không đáng gì, hơn nữa, muốn lưu tại tiểu trấn, lý do này không thể tốt hơn, cũng thiếu rất nhiều phiền toái. Thiên Tuyền Tử một bộ không quan tâm dáng dấp chậm chậm lắc đầu, là hắn. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Tử chú ý tới xa xa có một cái tướng mạo hèn mọn lão hàn đang cùng tiểu trấn lão phụ nhân tán gẫu. Thiên Tuyền đạo hữu, ngươi sau đó nhìn thấy người này vẫn là tránh trước. Mô Huyền Tử tìm Thiên Tuyền Tử ánh mắt nhìn, ánh mắt lập tức cổ quái. Vì sao? Thiên Tuyền Tử khó hiểu nói, người này quá nhiệt tình. Mô Huyền Tử lắc đầu, cũng không muốn nói thêm, khiến Thiên Tuyền Tử càng không hiểu, nhiệt tình không tốt sao? Mô Phu Tử, đúng lúc này, xa xa hèn mọn lão hàn chú ý tới hai người bọn họ, lập tức nhiệt tình khoát tay gào thét, đạo hữu, thư viện còn có việc, ta đi trước một bước. Mô Huyền Tử ôm quyền phía sau, lập tức sai người rời đi, phảng phất lòng bàn chân sinh gió. Thiên Tuyền Tử có chút mộng, vừa mới còn nói muốn mang hắn dạo chơi một thoáng tiểu trấn, thế nào hiện tại liền chạy? Mô Phu Tử thế nào chạy? Tống Lại Tử gái gãi đầu, nhìn về phía mắt Thiên Tuyền Tử sáng lên, tiền bối, chuyện của ngươi ta nghe nói, đó là tiểu trấn người không biết ngươi, đối ngươi hiểu lầm, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi giải thích. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, tiểu hữu. Thiên Tuyền Tử vừa định từ chối nhã nhặn Tống Lại Tử hảo ý, còn không chờ hắn đem lại nói, liền bị Tống Lại Tử dựng lấy đầu vai cắt ngang, tiền bối, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta dẫn người đi tà cái kia, ta đây chính là có rượu ngon. Trong lòng Thiên Tuyền Tử thở dài, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Cái này Tống Lại Tử tướng mạo tuy là không được tốt lắm, nhưng người ngược lại lòng nhiệt tình. Một bên khác, nhà trấn trưởng, hôm nay đánh dấu nhiệm vụ, xem như trong nhà trưởng tỷ, cần phải có trưởng tỷ phong phạm, thời thời khắc khắc cho đệ đệ muội muội làm gương tốt. Mời đem nhà của người quét dọn sạch sẽ, đánh dấu nhiệm vụ, ngưng cảnh đan. Lại là dọn dẹp, mênh mông vô bờ trời xanh bên trong, nổi lơ lửng từng mảnh đám mây. Những cái này đám mây quỷ dị tạo thành từng hàng nét chữ. Tiểu Mãn chậm chậm mở ra con mắt, nhìn bầu trời một chút. Cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ tuyên bố dọn dẹp nhiệm vụ. Cứ việc nàng biết dụng ý của không gian là vì để cho nàng nhiều hơn làm bạn người trong nhà, nhưng vì cái gì luôn dọn dẹp chữ á? Anh bá, ngươi liền không thể đổi những cái nhiệm vụ khác ư? Tiểu Mãn lay động một cái đầu phía sau, đứng lên theo trong không gian đi ra, đẩy cửa ra. Nguyên bản Tiểu Mãn cho là nàng cái kia cá ướp muối lão cha hẳn là trước sau như một nằm trong sân ngáp, nhưng hôm nay để nàng thất vọng, nàng cái kia cá ướp muối lão cha cũng không có ngồi ở trong sân, chẳng lẽ là đi ra? Khả năng này tuy là không lớn, nhưng cũng không phải không khả năng. Tiểu Mãn chính giữa suy nghĩ, một cái quen thuộc nho nhã âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Đây là tu luyện được. Vừa nghe đến thanh âm này, Tiểu Mãn không cần nhìn cũng biết người này ai, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngác một chút. Giờ phút này, trong tay Bộ Phàm cầm lấy một cái chổi chính giữa quét lấy hành lang. Tiểu Mãn vô ý thức ngẩng đầu nhìn thái dương phương hướng, mày liễu không khỏi nhíu lên, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Ngươi nhà đầu này nhìn cái gì? Bộ Phàm hiếu kỳ tìm Tiểu Mãn nhìn lại phương hướng nhìn tới, cũng không phát hiện cái gì. Ta nhìn mặt trời hôm nay có phải hay không theo hướng tây dâng lên? Tiểu Mãn sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc hồi đáp, ngươi nhà đầu này tu luyện một chút ngốc hả? Thái dương làm sao có khả năng theo hướng tây dâng lên á? Bộ Phàm sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại,
có chút giờ khóc giờ cười nói, Thái Dương chính xác không có khả năng theo hướng Tây thăng lên, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác có người làm cực kỳ khác thường sự tình. Tiểu Mãn khoanh tay, dùng một mặt xem kỳ ánh mắt nhìn qua hắn, ta chẳng phải quét cái, thế nào khác thường? Bộ Phàm cười nói, cha, ngươi cũng chớ giả bộ, ta còn không biết rõ ngươi, nói đi, hôm nay là không phải chịu đến cái gì kích thích, vẫn là nói ngươi bị mẫu thân của ta phạt quét sân. Tiểu Mãn âm thanh lãnh đạm nói, ta có thể chịu đến cái gì kích thích, ta chính là cảm thấy hôm nay có chút nhàn, liền quét dọn một chút. Bộ Phàm một bộ thật có hiện thực dáng dấp nói, thật. Tiểu Mãn một mặt hoài nghi, ta lừa ngươi làm cái gì? Bộ Phàm nói chắc như đinh đóng cột nói, không đúng không đúng, trong này khẳng định có vấn đề. Tiểu Mãn lắc đầu, vẫn còn có chút không tin, mù suy nghĩ cái gì, ngươi đi ra không phải cũng là tổng vệ sinh? Bộ Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, làm sao ngươi biết? Tiểu Mãn kinh ngạc nói, cái này có cái gì không dễ đoán, ngươi mỗi lần từ trong nhà đi ra không phải dọn dẹp trừ liền là đi gặp ngươi cái kia tiểu bạn thân, chẳng lẽ còn có thứ ba lựa chọn? Bộ Phàm nhún nhún vai hỏi ngược lại. Tiểu Mãn không lời nào để nói, cuối cùng nàng mỗi lần đi ra cũng thật là dọn dẹp trừ. Tốt tốt, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta đi dọn dẹp trong phòng. Tiểu Mãn, ngươi đem viện tử quét dọn một chút. Bộ Phàm phân phó nói, tại sao là ta dọn dẹp viện tử? Tiểu Mãn không phục, viện tử diện tích có thể so sánh trong phòng lớn, hơn nữa bởi vì trong viện tử trồng cây đào nguyên nhân, dọn dẹp lên cũng không thế nào thuận tiện. Không phục, cái kia trong phòng cũng cho người dọn dẹp, ta nằm còn không được. Bộ Phàm uy hiếp nói. Tiểu Mãn nghe xong lời này lập tức yên, dọn dẹp viện tử liền dọn dẹp viện tử. Nói lấy, Tiểu Mãn chu miệng nhỏ, đi xó xỉnh cầm lấy chổi dọn dẹp đến viện tử. Đúng rồi, Tiểu Mãn, hỏi ngươi kiện sự tình. Bộ Phàm vừa muốn đi vào nhà chính, đột nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mãn hỏi, chuyện gì? Tiểu Mãn cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cú cúi đầu quét lấy, âm thanh hưu khí vô lực. Ngươi cảm thấy tương lai tu tiên giới có thể hay không phát sinh biến hóa lớn, tỷ như xuất hiện gây nên toàn bộ tu tiên giới đại chiến? Bộ Phàm vô tình hay cố ý nói, ngươi hỏi thế nào việc này, ngươi không phải đối tu tiên giới không quan tâm ư? Tiểu Mãn động tác một hồi, ngẩng đầu nhìn tới, ai nói ta không quan tâm, ta chỉ là không thích tu luyện, nhưng không đại biểu ta không quan tâm tu tiên giới đại sự. Nếu là tu tiên giới thật phát sinh cái đại sự gì, ta cũng có thể sớm mang theo mẹ ngươi chạy trốn. Bộ Phàm đi tới, cười nói, cha, không phải ta nói, nếu là thật sự phát sinh tu tiên giới đại chiến, liền ngươi trước tu vi ấy còn muốn mang theo mẹ ta chạy trốn, ta nhìn còn không bằng sớm chuẩn bị quan tài. Tiểu Mãn châm chọc khiêu khích, nhưng vừa đem lời nói xong, đầu liền bị Bộ Phàm trùng điệp gõ một cái. Ngươi nhà đầu này thế nào như vậy không biết nói chuyện, ta lại không có nói sai, nếu là tu tiên giới thật phát sinh cái gì đại chiến, liền nguyên anh kỳ đều là pháo hôi, ngươi cảm thấy ngươi một cái luyện khí kỳ tầng 12 người có thể làm cái gì? Tiểu Mãn đầu bị gõ đến vang lên ong ong, trong lòng lại buồn bực đến không thôi. Rõ ràng nàng đều giả đang cảnh giới, thế nào còn nhận biết không đến nàng cái này cá ướp muối cha ruột xuất thủ à? Lại nói, ngươi rõ ràng liền là buồn lo vô cớ, bởi vì tu tiên giới tương lai căn bản liền sẽ không chuyện gì phát sinh đủ để thúc đẩy toàn bộ tu tiên giới đại chiến. Tiểu Mãn lòng tin 10 phần, kiếp trước tu tiên giới tuy là phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng đại đa số là tu tiên môn phái giữa gia tộc tranh chấp, cùng va chạm. Dạng này á? Trong miệng Bộ Phàm lẩm bẩm, lông mày cau lại, cha, ngươi hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta mẹ có thai, để ngươi suy nghĩ lung tung? Tiểu Mãn một mặt cổ quái nói. Bộ Phàm vừa mới giơ tay lên, Tiểu Mãn thấy thế, lập tức hai tay che đầu, thân hình trốn đến xa xa. Ngươi nhà đầu này căng thẳng cái gì? Bộ Phàm gãi gãi sau gáy, một mặt kinh ngạc nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi lại muốn đánh đầu ta. Tiểu Mãn một bộ ta nhìn thấu hình dạng của ngươi nói, được rồi, ta vẫn là đi dọn dẹp trong phòng. Bộ Phàm khoát khoát tay, quay người đi vào nhà. Kỳ thực hắn nguyên cớ hỏi Tiểu Mãn kiếp trước tu tiên giới có hay không có phát sinh đại sự, vẫn là bởi vì Thiên Tuyền Tử nói một câu kia, hỗn độn ra, thiên địa biến. Mà Tiểu Mãn trả lời rất rõ ràng, kiếp trước tu tiên giới tuy là có đủ loại môn phái tranh chấp, gia tộc va chạm, nhưng vẫn tính bình an vô sự. Như thế chỉ có một cái khả năng, tại Tiểu Mãn kiếp trước, hỗn độn thánh thể cũng không có xuất hiện, mà một thế này, bởi vì có hắn tại, hy vọng Thiên Tuyền Tử tông môn tiên đoán không muốn trở thành sự thật. Nếu là tương lai tu tiên giới thật phát sinh cái gì biến động, vậy hắn chẳng phải thành tội nhân? Bất quá, so sánh trở thành tội nhân, Bộ Phàm quan tâm hơn chính là như thế nào tại hỗn loạn trong tu tiên giới bảo mệnh, vẫn là tu vi quá thấp. Bộ Phàm thở dài, chỉ cần có thực lực cường đại, mặc kệ tu tiên giới phát sinh dạng gì sự tình đều có thể bảo mệnh. Tuy là trở thành vạn cổ đệ nhất tông tông chủ bán thưởng vạn ức điểm kinh nghiệm còn không đủ lấy để hắn đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng có thể giảm bớt 2/3 kinh nghiệm, chỉ cần hắn tại thêm chút sức, nói không chắc cuối năm liền có thể trở thành độ kiếp kỳ. Cái kia bây giờ mục tiêu, độ kiếp kỳ, cố lên. Một bên khác, nhìn qua vừa mới còn lắc đầu thở dài bóng lưng, đột nhiên phảng phất là cây khô gặp mùa xuân chuyển đến tinh thần. Tiểu Mãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cái này cá ướp muối lão cha hôm nay là thế nào? Thiên Tuyền Tử là thật không nghĩ tới Tống Lại Tử nhà dĩ nhiên sẽ có bộ tiên sinh sản xuất bất phàm tử. Phải biết bất phàm tử đối với cảm ngộ thiên đạo tu sĩ cực kỳ hữu dụng, cho dù chỉ là một chén nhỏ cũng đủ để gây nên tu tiên giới những lão quái vật kia tranh đoạt, chớ nói chi là một vò.
Điều này không khỏi làm cho Thiên Tuyền Tử hoài nghi Tống Lại Từ cùng Bộ Tiên Sinh đến cùng là quan hệ như thế nào. Tất nhiên, loại quan hệ này không phải các người nghĩ loại kia, mà là sư đồ các loại quan hệ. Bất quá, còn tốt Tống Lại Từ không đem hậu viện có một phòng bất phàm tử sự tình nói ra. Không phải Thiên Tuyền Tử thực biết hoài nghi hai người có phải hay không có nào đó thật không minh bạch quan hệ. Tiền bối, uống rượu uống rượu. Tống Lại Từ nhiệt tình cho Thiên Tuyền Tử đựng đầy một chén rượu. Nhìn xem cái kia theo trong chén tràn ra bất phàm tử, Thiên Tuyền Tử nuốt một cái cổ họng. Cái này lãng phí bao nhiêu à? Cứ việc cái này bất phàm tử là Tống Lại Từ, nhưng trong lòng Thiên Tuyền Tử vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Phải biết chỉ là Tống Lại Từ vẩy ra tới rượu, đặt ở trên đầu giá hội, có khả năng bán cái giá trên trời. Như không phải có Tống Lại Từ tại một bên, hắn đều hận không thể đem cái kia tràn ra tới rượu cho liếm ánh sáng. Tiên bối, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình à? Ngươi là tu tiên giới đại nhân vật, không biết rõ ngươi có biết ta hay không nhà đại gia. Tống Lại Từ nhưng không biết Thiên Tuyền Tử muốn cái gì, giờ phút này hắn xoa xoa tay, cười rạng rỡ hỏi, ngươi đại gia. Thiên Tuyền Tử mặt lộ nghi hoặc dương mắt nói, tiên bối, nói chuyện về nói chuyện, chờ mắng người được không? Tống Lại Từ ho nhẹ một tiếng, tuy là hắn biết Thiên Tuyền Tử không phải mắng hắn đại gia, nhưng tổng cảm thấy lời này có vấn đề. Rất xin lỗi, là ta nói sai, không biết tiểu hữu nói đại gia là người nào. Thiên Tuyền Tử mới bắt đầu còn có chút không phản ứng kịp, cho phản ứng lại, lập tức minh bạch hắn nói sai, ta cũng không biết ta đại gia gọi cái gì. Đúng rồi, ta đại gia họ Hồng, bộ dáng nha, liền là cái gầy khọm lão đầu tử, trong bình thường mặc đến lôi thôi lách thách. Tống Lại Từ đại khải đem lão khất cái tướng mạo đặc thù miêu tả đi ra. Ngươi nói Hồng Thất là ngươi đại gia? Thiên Tuyền Tử một mặt kinh ngạc. Đúng rồi, dường như liền gọi Hồng Thất. Tiên bối nhận thức ta đại gia? Tống Lại Từ vỗ đùi kích động nói, tuy là hắn cùng lão khất cái thời gian chung đụng không lâu lắm, nhưng hắn thực tình đem lão khất cái xem như trưởng bối của mình nhìn. Ngươi cùng Hồng Thất là người một nhà? Thiên Tuyền Tử cũng không có lập tức trả lời Tống Lại Từ lời nói, mà là mặt lộ cổ quái hỏi, đúng vậy à, tuy là ta cùng ta đại gia không có liên hệ máu mủ, nhưng chúng ta quan hệ rất tốt. Tống Lại Từ vỗ ngực một cái, một mặt tự hào nói, cái kia tiểu hữu là như thế nào nhận thức Hồng Thất? Thiên Tuyền Tử thần tình vẫn như cố cổ quái, hắn hoài nghi Hồng Thất có phải hay không làm cùng vị kia bộ tiên sinh chắp nối, vậy mới đem Tống Lại Từ nhận thức làm tiểu bối. Cuối cùng, Tống Lại Từ loại trừ huyết khí tràn đầy bên ngoài, liền không có chút nào chỗ đặc thù. Nói đến ta cùng nhà ta đại gia quen biết cũng là một chàng trùng hợp. Tống Lại Từ chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về bầu trời xanh thẳm, tựa như tại hồi ức đi qua, đem lúc trước cùng lão khất cái nhận thức đi qua nói đơn giản đi ra. Thiên Tuyền Tử nghe tới một mặt vẻ kinh dị, hắn chẳng thể nghĩ tới Tống Lại Từ thế mà lại nhiều lần cự tuyệt lão khất cái thu đồ mời. Về sau đi, ta đại gia nói muốn trở về một chuyến tông môn, nói cái gì rất nhanh liền trở về, nhưng đều qua lâu như vậy, liền một chút tin tức cũng không, một chút tin tức cũng không biết lão đầu tử ở bên ngoài thế nào, có hay không có ăn no, ngủ có ngon hay không. Tống Lại Từ một mặt ưu sầu dáng dấp, phảng phất cực kỳ lo lắng lão khất cái thân thể khỏe mạnh. Tiểu hữu, ngươi có thể yên tâm, ngươi đại gia qua đến rất tốt. Thiên Tuyền Tử khóe miệng có quắp mấy lần, nếu là Ngô Huyền Tử không lừa hắn, lão khất cái bây giờ thế nhưng thiên tiên cảnh, như loại này người sẽ ăn không đủ no, ngủ không ngon. Tất nhiên, vấn đề là bình thường tu sĩ cũng không cần ăn no ngủ ngon à. Tiên bối, ta nghe ngươi khẩu khí, dường như cùng ta đại gia rất quen. Tống Lại Từ hiếu kỳ hỏi, nào chỉ là nhận thức à, nói đến ta cùng Hồng Thất theo lúc tuổi còn trẻ liền nhận thức. Thiên Tuyền Tử bật cười lắc đầu nói, lúc tuổi còn trẻ liền nhận thức? Tống Lại Từ một bộ giật mình dáng dấp nói, ân, đại khái 300-400 tuổi thời điểm. Thiên Tuyền Tử cảm thán nói, Tống Lại Từ, lúc còn trẻ, 300-400 tuổi, tốt à, còn rất trẻ. Vậy chúng ta cũng thật là đại thủy sông tới miếu Long Vương, người một nhà không biết một nhà. Thanh âm Tống Lại Từ sang sảng, cười ha ha. Khả năng bởi vì có lão khất cái tầng này quan hệ, bất chi bất giác Thiên Tuyền Tử cùng Tống Lại Từ quan hệ càng ngày càng thân thiết. Hai người vừa uống rượu một bên bàn luận trên trời dưới biển. Cha, hai tử này là người từ nơi nào ông trở về tới? Lại tại lúc này, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến. Tiểu đệ đệ, ngươi trưởng thành đến thật đáng yêu. Còn không chờ Tống Lại Từ mở miệng, Tống Hương Thảo đã chạy đến phụ cận, chớp động mắt sáng, thò tay liền muốn xoa bóp Thiên Tuyền Tử mặt. Hương Thảo dừng tay. Tống Lại Từ thấy thế, tranh thủ thời gian hét lại Tống Hương Thảo hành động. Cha, ngươi làm sao rồi? Tống Hương Thảo tay một hồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Nhị đại gia, đây là nhà ta tiểu khuê nữ Tống Hương Thảo, năng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có cái gì mạo phạm địa phương, mời nhị đại gia thử lỗi. Tống Lại Từ vội vàng đứng dậy, đem Tống Hương Thảo kéo đến một bên, nhận lấy đầu Tống Hương Thảo, hướng Thiên Tuyền Tử nói xin lỗi. Mà một bên Tống Hương Thảo đã lộn xộn, nhị đại gia, cha nàng là thế nào? Rõ ràng gọi một cái 4-5 tuổi hài tử nhị đại gia, chẳng lẽ hai từ này liền gọi danh tự? Không có việc gì, không có việc gì, người không biết vô tội. Thiên Tuyền Tử khoát khoát tay, phối hợp hắn cái kia trưởng thành đến non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đừng đề cập có nhiều manh, phảng phất liền là một cái giả trang đại nhân dáng dấp hài đồng. Cha, ngươi tại nói cái gì nha? Tống Hương Thảo một mặt lơ mơ nhìn về phía Tống Lại Từ. Khuê nữ a, vị này chính là người mù gia gia hảo huynh đệ, người muốn gọi hắn nhị gia gia. Tống Lại Từ hạ giọng giải thích nói. Hắc, mắt Tống Hương Thảo trừng một cái, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về Thiên Tuyền Tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hương Thảo đúng không? Tới nhị gia gia cái này.
Thiên tuyển tử khuôn mặt cười đến rất là hòa ái, xoay tay một cái. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đôi bông tai 10 điểm tinh xảo. Bông tai bên trong còn khảm nạm lấy một khỏa nhỏ bé bảo thạch màu lam, lập lời phát sáng. Ta cũng không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, đây là ta một lần tình cờ lấy được. Có thể tầm bổ thân thể, tăng lên hấp thu nôn nạp linh tức giận tác dụng. Thiên tuyển tử đem bông tai đưa cho Tống Hương Thảo. Giờ phút này, Tống Hương Thảo ngây dại, đâu còn lại không biết người trước mắt căn bản cũng không phải là người thường. Ngươi nhà đầu ngốc này ngốc đừng đấy làm cái gì, còn không hướng ngươi nhị gia gia cảm ơn. Mắt Tống lại tử sáng lên, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Cảm ơn nhị gia gia. Tống Hương Thảo tỉnh tỉnh hiểu hiểu tiếp nhận bông tai vừa đến tay, lập tức một cỗ mát mẻ lan khắp toàn thân. Linh lực, trong ánh mắt của Tống Hương Thảo hiện lên một vòng kinh dị. Cùng lúc đó, Bất Phàm Tiêu Cục, Lăng Hà Biên tại cùng một đám tiêu khách khuôn đồ, trong đầu lại vang lên Lăng lão tổ tự lẩm bẩm. Tiểu Lăng tử, ta luôn cảm giác có cái gì nguy hiểm muốn phát sinh. Ta nhìn chúng ta vẫn là rời đi tiểu trấn này à? Từ lúc hôm qua bắt đầu, trong Bất Phàm Tiêu Cục tiêu khách đại đa số ra ngoài tìm kiếm 10 dặm 8 thôn thông minh nhất hài tử, mà Lăng Hà Biên gia bởi vì tuổi còn nhỏ nguyên nhân lại muốn đi trên học đường tiết, liền bị lưu tại trong tiêu cục. Một ngày này, bởi vì trên học đường tiết dạy ở giữa tương đối trễ, Lăng Hà Biên trước hết đem một chút tạp vật chuyển vào phòng tạp vật bên trong. Kỳ thực đối với Lăng lão tổ dự cảm đến nguy hiểm lời nói, Lăng Hà Biên mảy may không để ở trong lòng, bởi vì lão tổ mỗi ngày đều sẽ nói một chút tiểu trấn có cái gì nguy hiểm để hắn mau chóng rời đi, nhưng cho tới bây giờ đều bình an vô sự. Tiểu Lăng tử, lần này ta nói chính là thật, ta mơ hồ cảm giác được trong tiểu trấn tới một cái kẻ rất nguy hiểm, nếu là ta không đoán sai, người kia vô cùng có khả năng liền là cái kia trưởng thành giống như 3-4 tuổi hài đồng. Gặp Lăng Hà Biên một mặt không quan tâm dáng dấp, Lăng lão tổ tận tình khuyên nhủ, ngươi nói là hôm nay trong tiểu trấn nghị loạn người kia? Lăng Hà Biên đem dương gỗ trong tay để dưới đất, mặt lộ nghi ngờ nói, và hôm nay trong tiểu trấn đàm luận đến nhiều nhất chủ đề, không thể nghi ngờ liền là hôm qua trong tiểu trấn Ngô phu tử mang đến một người đến cho trấn trưởng xem bệnh. Người kia tướng mạo trưởng thành đến cùng 3-4 tuổi hài đồng, đồng dạng rất tinh xảo, nhưng chân thực tuổi tác cũng là một cái đã có tuổi lão đại gia. Bởi vậy, liền trong tiêu cục luôn luôn không bắt quái tiêu khách cũng nói đến qua việc này. Không sai, liền là hắn. Hơn nữa ta có thể kết luận đến người cái kia tổng tiêu đầu tìm kiếm hai từ người cũng là hắn. Lăng lão tổ ngữ khí chắc chắn nói. Lão tổ, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Lăng Hà Biên khó hiểu nói. Trên đời không có trung hợp nhiều như vậy sự tình. Ngươi tổng tiêu đầu hôm qua gặp được một vị tiên nhân, cùng ngày liền có một cái dáng rất trưởng thành đến cùng hài đồng, đồng dạng. Tuổi tác cũng là một cái 70-80 tuổi lão đại gia tới tiểu trấn tìm chữa. Ngươi sẽ không thật cảm thấy trên đời này sẽ có loại này người kỳ quái á? Như loại này người, thế tục không thường thấy, nhưng trong tu tiên giới vẫn tương đối thường gặp. Lăng lão tổ một mặt nghiêm túc nói. Lão tổ, ta nhìn ngươi là muốn nhiều, nói không chắc người kia liền là mắc phải quái bệnh người đây. Hơn nữa nếu là đối phương tu vi thật còn cao hơn ngươi, vậy hắn dùng thần thức quét qua, chẳng phải phát hiện ngươi? Lăng Hà Biên chậm chậm lắc đầu, nói ngươi ngu một chút cũng không sai, tiểu trấn này có vị kia trấn trưởng tọa trấn, cái nào không có mắt dám dùng thần thức mạo phạm hắn á? Lăng lão tổ tức giận nói. Lão tổ ngươi cũng đã nói, đối phương sợ hãi trấn trưởng, không dám dùng thần thức. Vậy chúng ta lo lắng hơn cái gì? Lăng Hà Biên đột nhiên cười nói, mới biết cái gì gọi là đề phòng tại chưa xảy ra ư? Lăng lão tổ ngơ ngác một chút, nhưng sau đó phản ứng lại, lập tức nộ khí bất tranh nói, không đúng không đúng, lão tổ, lần trước người nói muốn phát hiện người ít nhất phải đại thừa kỳ trở lên, mà người nói tới tiểu trấn người kia rất nguy hiểm, như thế người kia tu vị trí ít tại đại thừa trở lên đúng hay không? Lăng Hà Biên lắc đầu, hỏi ngược lại, không sai, lão phu cảm giác từ trước đến giờ không có sai. Lăng lão tổ chém đinh chặt sắt nói, cái kia nếu là người cảm giác thật không sai, vậy ta càng không thể rời đi tiểu trấn. Lăng Hà Biên chân thành nói, vì cái gì? Lăng lão tổ một mặt mộng bức, rất đơn giản, lên một cái đi ngang qua tiểu trấn nhân tu làm điếu tại đại thừa kỳ trở lên. Như thế thế giới bên ngoài có phải hay không là một cái đại thừa thêm gia cầu, đầu kiếp đi đầy đất thế giới, ta một cái trúc cơ kỳ đều không phải tiểu tu sĩ, ra đến bên ngoài chỉ sợ liền làm phá hôi tư cách đều không có. Lăng Hà Biên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, Lăng lão tổ lộn xộn, cái gì đại thừa nhiều như chó, độ kiếp kỳ đi đầy đất, còn có cái kia phá hôi là có ý gì à? Với những lời này là từ đâu học được? Cái gì đại thừa nhiều như chó, độ kiếp kỳ đi đầy đất, đường đường tu tiên giới đại thừa lão tổ lại bị ngươi nói thành cầu, đây là biết bao nhục nhã. Lăng lão tổ mặt sạm lại, ngư khí không cam lòng nói, lão tổ, ngươi hiểu lầm, cầu kia đại thừa nhiều như chó, độ kiếp đi đầy đất cũng không phải nhục nhã, mà là ta cảm thấy đại thừa tu sĩ, độ kiếp kỳ tu sĩ, kỳ thừa không hề giống lão tổ người nói ít như vậy, mà là loại tu vi này ở bên ngoài là cực kỳ phổ biến tồn tại. Lăng Hà Biên vội ho một tiếng, kỳ thực những lời này là hắn tại học đường nghe thấy Tiểu Hỷ báo cùng người khác nói, điều đó không có khả năng. Người biết tu luyện tới đại thừa kỳ khó khăn cỡ nào, một vạn cái hợp thể kỳ không hẳn có thể ra một cái đại thừa tu sĩ. Lăng lão tổ khí nói, kỳ thực ta cảm giác hợp thể kỳ cũng liền dạng kia. Lão tổ, phía trước ngươi không phải nói hợp thể kỳ thế nào lợi hại ư? Nhưng tiểu trấn phía tây hằng rèn lão bản liền là cái hợp thể kỳ. Lăng Hà Biên xem thường nói, cái này sao có thể đồng dạng? Lăng lão tổ có chút không biết nên thế nào phản bác. Cuối cùng, đường đường một cái hợp thể tu sĩ còn thật tại tiểu trấn cho phàm nhân rèn sắt.
lại có cái gì không giống nhau? Lăng Hà Biên trong miệng nói lầm bầm. Ngươi, năm đó ta tu tiên thời điểm, toàn bộ thiên nam đại lục độ kiếp tu sĩ cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm giữ lại độ kiếp kỳ tôn nghiêm, Lăng lão tổ khí giận nói. Người lão tổ kia ngươi ngủ say bao lâu? Lăng Hà Biên suy nghĩ một chút hỏi. 10 vạn năm, Lăng lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lâu như vậy, người lão tổ kia ngươi có nghĩ tới hay không? Có phải hay không là ngươi ngủ say quá lâu? Tu tiên giới phát sinh một chút biến hóa. Tỷ như bây giờ tu tiên giới sớm đã không phải ngươi nhận biết tu tiên giới. Lăng Hà Biên nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lăng lão tổ cau mày nói. Lão tổ, thời gian 10 vạn năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Khả năng tại ngươi khi đó đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ nếu như người ngửa mặt trông lên, cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng 10 vạn năm sau, những cái này tu vi tại bây giờ tu tiên giới cũng là cực kỳ phổ thông. Lăng Hà Biên nói. Không có khả năng. Ngươi biết 10 vạn năm trước phát sinh cái gì? Lúc ấy, Lăng lão tổ đột nhiên ngừng nói, cũng không tiếp tục nói đi xuống. 10 vạn năm trước chuyện gì xảy ra? Lăng Hà Biên hiếu kỳ nói. Không có gì, nhanh đến thời gian lên lớp, ngươi lại không đi học đường liền muốn đến muộn. Lăng lão tổ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lăng Hà Biên mặc dù biết Lăng lão tổ có việc giấu lấy hắn, nhưng lão tổ không nói, cho dù hắn đánh vỡ nồi đất cũng hỏi không ra cái gì tới. Nguyên cớ hắn cũng liền không hỏi nhiều, mà là đi trong phòng đeo bọc sách liền hướng học đường đi đến. Mà giờ khắc này, Lăng lão tổ cau mày, lẽ nào thật sự là ta ngủ say quá lâu, tu tiên giới phát sinh một ít biến hóa? Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đi qua 10 ngày. Tại 10 ngày này bên trong, Tống Lại Tử thỉnh thoảng đem một chút nhìn lên thông tuệ hài tử đưa đến Thiên Tuyền Tử trước mặt. Đáng tiếc những hài tử này đều không phải Thiên Tuyền Tử muốn tìm người. Bất quá, cho dù những hài tử này bên trong thật có hỗn độn thần tử, Thiên Tuyền Tử cũng cảm thấy vui sướng không nổi. Cuối cùng, so sánh có thông thiên thực lực hỗn độn thần tử, còn cần người bồi dưỡng hỗn độn thần tử một chút cũng không thơm. Huống chi, Thiên Tuyền Tử càng suy nghĩ càng cảm thấy tông môn một mực lưu truyền câu kia, hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng, kỳ thực chỉ liền là vị kia bộ tiên sinh. Bởi vì cũng chỉ có như vị kia bộ tiên sinh mới có thể dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông trọng trấn năm đó huy hoàng. Mà làm cái gì hỗn độn thánh thể sẽ ở 3-4 năm trước bảo lộ? Thiên Tuyền Tử cho rằng phía trước hơn phân nửa là vị kia bộ tiên sinh đem thánh thể cho ẩn giấu đi lên. Nhưng tại 3-4 năm trước lại ra cái gì bất ngờ, không chú ý cho bại lộ. Cái này bất ngờ nói không chắc là... bộ tiên sinh phu nhân cũng sát sinh à.